chương 161, chương 161, phải ra tay nhanh chóng giảng đồng nhìn lên trời, có vẻ trời sắp mưa, đứng dậy, quay người, lặng lẽ bước vào trong nhà, quản gia hà không dám tin, dưới sự quan sát của ông, giảng đồng lại có thể im lặng không nói một câu nào rồi rời đi như vậy, ông đương nhiên có thể đuổi theo, không thể tha thứ. Nhưng lúc buổi chiều, những lời nói của người mà mình đã chăm sóc cả một đời nói với ông, vẫn còn văng vẳng bên tai. Trên khuôn mặt của quản gia hạ nét mặt thay đổi liên tục cậu chủ bảo vệ cô nói rõ ràng rằng nếu ông không thể ôn hòa nhã nhặn đối mặt với giảng đồng vậy thì chỉ có thể quay trở về bên cạnh ông cụ rồi nói sẽ cho ông một khoản tiên lớn nhưng dù tiên có nhiều như thế nào đi chăng nữa thì có thể mua lại được tính mạng đứa con gái của ông không mà cậu chủ lại che chở cho người phụ nữ này như vậy cho đến lúc giảng đông bước vào trong nhà cái cảm giác vô cùng khó chịu khi bị người ở phía sau nhìn chầm chầm vào kia cuối cùng mới biến mất vừa vào nhà cả người đều mềm nhũng ra, nhìn vào trong nhà, khó mà tưởng tượng, những ngày tháng sau này, sẽ phải chịu dày vò như thế nào. Sự xung đột giữa cô và bố của Hạ Vi Minh như ngày hôm nay, sẽ không vì cuộc đối thoại hôm nay, mà kết thúc ở đó. Lắc lư đầu, đem toàn bộ những suy nghĩ lộn xộn ấy vứt ra sau đầu, bầu trời dân dân tối xăm lại, trong nhà ăn của trang viên nhà họ Trâm, trên một bàn ăn, có một nam một nữ đang ngồi ở đó, yên tĩnh ăn cơm, nhìn vào những món ăn đầy màu sắc, đủ các mùi vị ở trước mặt, nhưng cô hoàn toàn không có khẩu vị gì. Miễn cưỡng gãy vài thì cơm, một đôi đũa đang gấp một miếng thịt bò, đặt vào trong bát của cô. Nhìn vào bát cơm có nhiều hơn một miếng thịt bò, giảng đồng không từ chối, chỉ là vào lúc khều cơm ăn, cũng không biết là cố tình hay là vô tình, cứ luôn tránh né miếng thịt bò đó. Người đàn ông ở bên cạnh nhìn, trao mày lại, đôi đũa lại thò vào trong bát của cô, gấp ra miếng thịt bò vừa nấy, rồi đưa đến gần miệng cô, ăn đi giảng đồng nhìn vào miếng thịt bò ở trên đôi đũa, trong dạ dày bỗng nổi lên một cảm giác khó chịu, ánh mắt vô cùng áp lực áp sát lại trên đỉnh đầu, dưới ánh mắt nóng bỏng ấy, miễn cưỡng mở miệng ra, nghiến răng, cho miếng thịt bò vào trong miệng, cô nhai hai miếng qua loa, cũng không thể nhai vụn, định nuốt trọn xuống dưới bụng. Tôi sẽ không để bụng đích thân giúp em nhai rồi đút bằng miệng cho em ăn đâu giọng nói lãnh đạm, cất lên ở bên cạnh, lọc vào trong tai của giảng đồng, ngay lập tức, liền nghe hiểu ý của anh miếng thịt bò đang chuẩn bị nuốt trọn xuống dưới bụng ở trong miệng kia, nghẹn lại ở trong cổ họng, không dám cứ như vậy mà nuốt xuống, đi khiêu chiến với ánh mắt của người đàn ông ở bên cạnh. Cái quai hàm vừa mới cứng đơ lại, liền đồng đầy trở lại, chậm rãi nhai đi nhai lại miếng thịt bò ở trong miệng. Quản gia hạ bê một bát canh cuối cùng lên, dựa theo quy tắc như thường lệ, múc canh vào một cái bát nhỏ, đưa cho trầm tu cẩn trước, rồi lại múc vào một bát nữa, chuẩn bị bê đến trước mặt giảng đồng. Đợi một chút, bên cạnh, giọng nói lãnh đạm của người đàn ông vang lên trầm tu cẩn tiện tay lấy một tờ giấy ăn ở trên bàn lên lau lau miệng ngón tay thon dài chìa ra trực tiếp chặn lại bát canh đang định bê đến ở trong tay của quản gia hạ cô ấy không ăn hành giọng nói trầm thấp lãnh đạm nói trong tay lại đang nhàn rỗi động tác thành thạo nhanh chóng bỏ hết hành trong bát ra không ngẩng đầu lên liên dặn dò quản gia hạ đứng bên cạnh từ lần sau trong đồ ăn đừng bỏ hành vào nữa tất cả số hành ở trong bát canh đó đều được bỏ ra sạch sẽ, trong bát ngay lập tức không còn nhìn thấy một cộng hành nào, tiện tay đẩy bát canh đến trước mặt giảng đồng. Nói một câu không quá để tâm, kiểm tra rồi, không còn hành nữa đâu, uống hết đi. Trên thế giới này, chắc cũng chỉ có trăm tu cẩn, có thể đem những lời quan tâm ấm áp, nói ra từ miệng của anh, cứng nhắc nói thành một mệnh lệnh. Quản gia hạ đứng ở bên cạnh, thịt ở hai gò má bỗng trung chuyển, bàn tay để sau lưng dựa theo quy tắc ban đầu ấy, ra sức nắm chặt lại thành nắm đấm ngay cả chuyện cõn con này cũng nhớ rõ ràng như vậy vậy thì vi minh thì sao vi minh thì được tính là gì trong lòng của cậu chủ còn có sự tồn tại của vi minh không nếu như đến cả cậu chủ cũng không nhớ vi minh nữa thì vi minh không phải quá đáng thương rồi sao không không được ánh mắt của quản gia hạ đột nhiên hiện lên vẻ lạnh lẽo ông tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này phải nhanh nhất định phải ra tay nhanh chóng chương một trăm sáu mươi hai chúng ta kết hôn đi thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt đã đến mùa đông. Mọi thứ đều rất yên tĩnh, nhưng cũng yên tĩnh đến mức khiến cho trong lòng giảng đồng ủ rũ đến kỳ lạ. Trầm tu cẩn tự đại đưa cô bước vào trong cuộc đại chiến của nhà họ trầm, mặt trời mọc thì đi làm việc, mặt trời lặn thì về nhà nghỉ ngơi, nếu như ở góc độ của người đứng bên cạnh, sự quan tâm chăm sóc của anh tốt đến nỗi không tìm ra được khuyết điểm nào, đổi lại là người khác, e là đã cảm động đến mức không thể cảm động hơn được nữa, nhưng, anh càng như vậy, cô lại càng thấy khó chịu anh luôn thích vào lúc cô tắm, ngồi ở bên cạnh chiếc giường trong phòng ngủ, dưới ánh đèn trên đầu giường, ngồi đọc sách, đợi đến lúc cô đi ra ngoài, lặng lẽ đứng dậy, cầm cái máy sấy tóc một cách tự nhiên, đứng ở phía sau cô, mỗi một ngón tay, đều nhẹ nhàng vuốt qua từng kẻ tóc của cô. Anh cũng rất thích vào lúc sáng sớm, khi đánh răng rửa mặt, lấy kem đánh răng cho mình xong tiện thể lấy luôn cho cô. Anh cũng biết cách hôn bá đạo, những chuyện giống như một cặp đôi, còn có rất nhiều nhưng chuyện giữa những cặp đôi nên làm có duy nhất chuyện ngủ chung giường không làm hai người bọn họ vẫn luôn phân giường ra để ngủ nhưng mỗi khi anh làm những chuyện mà chỉ có những cặp vợ chồng hay các cặp đôi ân ái mới làm giảng đồng liên muốn cười lúc này âm thanh vù vù của chiếc máy sấy tóc cứ lượn vòng ở bên tai giống như những buổi tối trước kia giảng đồng đầu tóc ướt sũng ngồi ở trên giường thời tiết đang đần lạnh lên cô cúi đầu nhìn vào bộ quần áo mình đang mặc trên người bộ quần áo ngủ bằng nỉ màu hồng cuốn chặt vào người, bộ quân áo ngủ này, vẫn là của người ở phía sau, hôm qua vừa mới mua cho cô. Bộ quân áo này đương nhiên được làm vô cùng tỉnh tế, xem ra, giá cả chắc chắn cũng vô cùng tinh tế, nhưng người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tưởng rằng như thế nào, cô sẽ thích cái màu hồng này. Nghe tiếng kêu của chiếc máy sấy tóc ở bên tai, có âm thanh vù vù, cảm nhận được xúc cảm vuốt ve nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu, đột nhiên, người phụ nữ cúi đầu xuống, trên khuôn mặt được giấu ở lồng ngực, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nụ cười lặng lẽ trong đôi mắt liên ngấn lệ không phải là rất buồn cười sao đây có được tính là gì đâu chứ khô rồi cô mở miệng hạ thấp giọng nói trong tiềm thức là đang từ chối sự quan tâm và mỗi một hành động của anh vào lúc nói khô rồi giảng đồng đã hơi hơi nghiêng đầu người đàn ông phía sau con mắt đen nháy co lại động tác nhỏ mà cô không biết đã phản bội lại suy nghĩ ở sâu trong lòng của cô cô lại kháng cự khi anh muốn đến gần như vậy sao thất vọng, khó chịu, còn có một chút hối hận khó nói, rốt cuộc là đang hối hận cái gì, chỉ có bản thân anh là rõ nhất, làm theo lời nói, ấn vào nút tắt của chiếc máy sấy tóc, rồi đặt chiếc máy sấy tóc xuống, trên giường truyền đến âm thanh sột sạt, người đàn ông quay ra nhìn, ngay lập tức, chì tay ra nắm chặt lấy người phụ nữ đang muốn di chuyển đến mé bên kia của giường, chúng ta kết hôn đi, đột ngột, người đàn ông đột nhiên cất tiếng, mà giảng đồng, thực sự đã bị dọa, nhìn vào không khí ở trước mặt có một khoảnh khắc, cô cảm thấy cô như bị ảo giác, xong, cánh tay ở phía sau đó, đang đặt lên trên vai của cô, xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến cho giảng đồng cảm thấy lạnh, người bỗng rung cầm cập, giống như có một luồng điện, truyền qua người, cuối cùng, liền ra sức run rẩy. Một hồi lâu, cô không quay người lại, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào không khí ở trước mặt, giọng nói thô khàn cất lên, tôi chỉ là một tội phạm giết người. Không xứng với cậu chủ trầm tiếng tâm lừng lẫy được. Nói xong, liền thành thạo nằm xuống, kéo cái chăn ở bên cạnh, đắp lên trên người, rồi quay người lại, quay lưng với người ở đằng sau, vai cũng co lại vào trong chăn, chỉ để lộ ra nửa cái đầu ở ngoài chăn, muốn kháng cự thì sao phải nhiều lời. Người đàn ông ở cạnh giường, tay vẫn chìa ra không trung, nhèo mắt lại nhìn vào bóng lưng của người phụ nữ, em cũng từng nói, em không hề hãm hại Hạ Vi Minh, nếu như, nếu như tôi nói, tôi tin em thì sao? Trầm tu cẩn kiêu ngạo, lần đầu tiên cúi xuống cái đầu cao ngạo của anh con mắt đen nháy của anh vẫn khóa chặt vào bóng lưng ở trên giường anh đang chờ đợi trong cặp mắt màu đen hiện lên vẻ căng thẳng mà bản thân anh không hề hay biết không tôi đã từng giết tôi đã hại chết hạ vi minh tôi là tội phạm giết người cô vẫn không quay người lại vẫn quay lưng về phía anh đôi mắt trống rỗng nhìn vào không khí chỉ là nước mắt lại nằm ở chỗ mà người đàn ông không nhìn thấy nhẹ nhàng trượt xuống ra sức cắn chặt môi lại kìm nén lại sự nghẹn ngào ở trong cổ họng cô bất luận như thế nào, cũng không để cho anh nghe thấy một chút tiếng khóc nào. Khóc trong im lặng, áp chế trong sự im nờ dê, yên lặng cản chặt môi lại, muộn rồi, muộn rồi. Sự tin tưởng của anh, một đồng cũng không đáng. Chương 163, em biết thế nào mới gọi là tán tỉnh không? Sự tin tưởng của anh, cô đã đợi quá lâu quá lâu rồi, lâu đến nỗi đã không còn hy vọng. Trầm tu cẩn, có thời gian lâu như vậy, anh lại không tin, nếu như đã không tin, vậy thì mời anh hãy không tin đến cùng. Vào lúc trái tim giống như sa mạc, thì lại đến nói với cô, rằng anh bằng lòng tin cô. Đêm rồi, chủ tịch trầm, anh nên đi ngủ rồi, giảng đồng nói. Người đàn ông đứng ở bên cạnh giường của cô, nhìn vào người phụ nữ đang quay lưng với anh, có chút ngẩn ngơ, không biết được gọi là cảm giác gì, lòng ngực, như bị khoét đi một miếng. Cô không muốn quan tâm tới bộ dạng của cô ở trong mắt anh như thế nào rồi, không quan tâm anh không tin, đồng thời cũng không quan tâm đến sự tin tưởng của anh nữa cứ đứng ở mép giường dáng người cao ráo khí thế bừng bừng trong đôi mắt sâu đen lại có chút ngỡ ngàng anh đang nghĩ bao nhiêu năm nay sao cô lại thay đổi rồi rõ ràng người này ở ngay bên cạnh mình nhưng sao lại cảm thấy cách xa tận chân trời như vậy nhiều năm trước ở nơi đất khách quê người cô đến tận mỹ để được nhìn thấy anh khoảng cách có xa như thế nào cũng không ngăn được lòng nhiệt tình của cô không ngăn được một con thiêu thân như cô vì vậy là anh gần như đã đốt cháy cô rồi sao sau ngày hôm nay chỉ một chiếc giường mà lại có thể khiến cho bọn họ xa cách như người xa là thân thuộc nhất như vậy trên khuôn mặt lạnh lùng của trâm tu cẩn hiện lên vẻ lo lắng từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ đến người mà vừa quay người liền có thể nhìn thấy bất luận anh đi xa như thế nào đi đến nơi nào xa xăm chỉ cần anh quay người thì cô luôn ở phía sau anh nhưng lại có một ngày bỗng nhiên vào lúc anh quay người thì lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu nữa, là anh đã quá tự kiêu, là anh đã quá tuyệt tình, là anh đã làm hao mòn chút tình yêu cuối cùng của người phụ nữ đó. Hai người, một người nằm trên giường quay lưng lại với người phía sau, xem ra không có chút động lòng nào, trên khuôn mặt sớm đã ướt đẫm, khóc đến mức không thể kiềm chế lại được. Suy cho cùng, giảng đồng vẫn là phụ nữ, cô vẫn yếu đuối khi ở trước mặt của anh. Một người kia đứng ở cạnh giường ngẩn ngơ nhìn vào bóng lưng của người phụ nữ, từ trước đến giờ lạnh lùng, không biết yêu đương, trong lòng lại đã hoang mang rối loạn, cái đệm đột nhiên tụt xuống, giảng đồng cảm nhận được rõ ràng nguồn nhiệt ở sau lưng, phản ứng đầu tiên là giơ tay lên lau nước mắt, cô tuyệt đối sẽ không để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt đáng chết này, nhưng lại không nhanh bằng anh, người đàn ông đột nhiên nhanh nhẹn lật người, phủ lên bên trên, cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ, người phụ nữ đó lại giơ cánh tay lên, ông chặt lấy cả khuôn mặt anh hơi hơi nghi ngờ, chia tay để bỏ cánh tay của cô ra, bừng, sự từ chối của cô, không ngăn lại được quyết tâm khăng khăng muốn bỏ cánh tay cô ra của anh, cô che mặt đi, lẽ nào lại không muốn nhìn thấy anh như vậy sao? Trong đôi mắt của Trầm Tu Cẩn hiện lên vẻ đau khổ khó mà cảm nhận được, lại khăng khăng muốn bỏ tay của cô ra, nhưng Giảng Đồng hôm nay vô cùng ngang bướng, nhất định không muốn bỏ cánh tay đang che mặt xuống, Trầm Tu Cẩn nôn nóng, anh bá đạo dùng hai tay nắm chặt lấy hai cổ tay của Giảng Đồng, nhẹ nhàng dùng lực không kịp đề phòng, vừa kéo cánh tay của cô xuống, vừa nói, nhìn vào mặt của tôi, anh cuối cùng kéo cánh tay của cô xuống, liền đơ người ra, ánh mắt của anh giống như bản chất, bị anh quan sát, giảng đồng khó chịu, nghiêng đầu sang một bên, em, anh cứ ngẩn người ra nhìn xuống người phụ nữ ở bên dưới, ngẩn ngơ nhìn vào đôi lông mi ướt sũng của cô, khóe mắt vẫn chưa khô, trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn, lại có một chút niềm vui trộm, em khóc rồi, cô khóc rồi, có phải là nói... Dưới vẻ bề ngoài thờ ơ của cô, dưới vẻ giả bộ thân thờ, ở sâu trong lòng của cô, thực ra, vẫn còn quan tâm đến anh. Giảng đồng căng chặt môi, không liên quan gì đến anh cả. Nước mắt của tôi, không phải vì anh mà rơi. Thứ cô muốn nói với anh, là điều này. Nhưng người đàn ông lúc này, trên gương mặt anh Tuấn, hiện lên ý cười, đột nhiên cúi thấp đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi của cô, tiểu đồng, dường như không thỏa nguyện, lại cúi đầu hôn thêm một lần nữa, tiểu đồng. Mỗi một cái hôn, lại nhẹ nhàng cất lên một tiếng tiểu đồng giảng đồng có chút ngẩn ngơ có nên tin anh ấy không có thể tin anh ấy không không vô số cơ hội từng cho sự tin tưởng của cô thứ đợi được đều là thất vọng chia tay đẩy người ở phía trên chủ tịch trầm muốn làm không nụ cười vui mừng của trầm tu cẩn đột ngột dừng lại không dám tin nhìn vào người phụ nữ ở bên dưới cô đã nói gì thế chủ tịch trầm nên biết giảng đồng tôi đã từng ngồi tù là một tù nhân cải tạo từng phạm tội Điều này, là không thể thay tôi, quan hệ giữa tôi và chủ tịch Trầm, giống như kỹ nữ với khách quý, cô chủ động chia tay, kéo chăn ra, cởi ra bộ quần áo đang mặc trên người. Một cánh tay giống như con rắn, cuốn lên trên cổ của Trầm Tu Cẩn, giảng đồng lúc này, trông xinh tươi hơn bình thường một chút, nhưng Trầm Tu Cẩn đang đè lên trên người cô bỗng nhiên bật dậy, trốn tránh cánh tay đang cuốn lên cổ mình của cô, giảng đồng lại giống như con rắn chóng xuống đệm, ngồi bật dậy, vừa cuốn theo như hình với bóng vừa cười nhẹ nhàng, chủ tịch trầm, lẽ nào không muốn sao? Trầm tu cẩn không dám tin nhìn chầm chầm vào giảng đồng đã xinh đẹp lại vô cùng xa lạ ở trước mặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ. Giảng đồng nghiến chặt trăng, người nhạy cảm như cô, vẻ đau khổ trong mắt anh, đương nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng mà, vẻ đau khổ trong ánh mắt của anh, lại là thế nào đây? Là vì cô sao? Không không không, kẻ cầm đầu từng bước từng bước ép cô thành bộ dạng chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ như ngày hôm nay, chính là chủ tịch trầm đang nhìn mình bằng vẻ mặt đau khổ ở trước mặt, nhưng vẻ đau khổ ấy, là thế nào chứ, quan tâm đến anh làm gì, giảng đồng tự cười nhạo một tiếng, chủ tịch trầm, cô lại giống như con rắn, cuốn đến, một cánh tay nhỏ bé yếu ớt, vòng chặt vào cổ của người đàn ông, quỳ xuống chiếc đệm, hai tay vịn lấy cổ của anh, hơi hơi ngửa đầu, chủ tịch trầm, anh là khách quý của tôi, tôi vẫn còn nợ anh mấy nghìn tỷ nữa cơ, chủ tịch trầm nằm lên trên giường, chẳng phải là đang ám chỉ cho tôi biết chủ tịch trầm có nhu cầu sao vào giây phút này cô gượng ép bản thân đánh mất đi tâm hồn đánh mất đi chút liêm sĩ còn sót lại cô vừa quyến rũ người đàn ông ở trước mặt như yêu tinh trong lòng vừa lại đang tự tẩy não hết lần này đến lần khác không sao không sao cả sẽ không sao đâu trong mắt của anh cô sớm đã tâm thường hèn hạ thì còn đang để ý đến cái gì vậy chỉ cần anh muốn thì giảng đồng cô vẫn có thể hèn hạ hơn vậy sợ cái gì đến cả tù cũng đã từng ngôi rồi đơn giản cứ phá vỡ nó đi có lẽ có lẽ anh cảm thấy cô quá hèn hạ nên cũng không có hứng thú nữa rồi vậy tốt nhất là cứ để cho cô móc meo lên đi để cho ai cũng không dám lại gần nữa nghĩ như vậy màn biểu diễn của cô lại càng ra sức hơn hai gò má đỏ hồng rõ ràng là tốn lời nhưng vẫn ra sức nũng nịu nói chủ tịch trầm thực sự không muốn sao cô biết bộ dạng lúc này của cô chắc chắn rất hèn hạ cô biết cô ở trong mắt của người đàn ông ấy lúc này không chỉ cần nhìn thấy cô trong ánh mắt của người đó lúc này, thì giảng đông cô chính là một hàng hóa mà có thể dùng tiền để sở hữu, cô đâu biết, vậy thì có sao chứ, dù gì thì, cô cũng không quan tâm, ngón tay của cô vuốt ve vào yết hầu của anh, con mắt đen sâu của trầm tu cẩn, bỗng nheo lại, ánh mắt lóe sáng lên, rủ mắt xuống nhìn người phụ nữ, ánh mắt đó, như nhìn thấu tất cả, không trốn tránh như lúc trước nữa, bàn tay thon dài đột nhiên chìa ra, nằm chặt lấy bàn tay của cô đang trượt lên xương quai xanh của anh những động tác này là ai đã dạy cho em vậy giọng nói trầm thấp dễ nghe như âm thạch của ngọc rơi vào trong đĩa nhẹ nhàng một tiếng hả có điều cái âm tiết này lại khiến cho người khác phạm tội dễ dàng so sánh được với vẻ tán tỉnh của giảng đồng nếu như nói về tán tỉnh thì trầm tu gẩn quả thực là một người có thủ đoạn cao minh sắc mặt của giảng đồng có chút thay đổi chủ tịch trầm anh đã quên rằng tôi làm nghề gì rồi sao những thứ này, sao phải cần người khác dạy? Nếu như thực sự phải nói là ai dạy, vậy thì chính là những người đàn ông đến Đông Hoàng vui chơi rồi. Trầm tu cẩn cầm chặt lấy cánh tay đó của giảng đồng, vuốt ve nhẹ nhẹ một lúc, rồi mới nói, chắc em hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi là chỉ, những kỹ xảo và động tác này của em, quá là trúc trắc rồi. Nếu như em cứ muốn nói là những người đàn ông đến Đông Hoàng dạy em, vậy thì chỉ có thể nói, nó, không, giảng đồng vẻ mặt ngạc nhiên, trầm tu cẩn lại có thể nói những lời nực cười như vậy sao? Em biết thế nào mới gọi là tán tỉnh không? Người đang vừa lịch sự nói, vừa chơi đùa ngón tay của cô, nào, đột nhiên chìa tay ra kéo cô lại, giảng đồng chỉ cảm thấy choáng ván, lúc tỉnh ngộ, thì cả người đã được anh ôm chặt, nằm ngang ở trong lòng của anh, nào, để tôi dạy em, chương 164, câu nói cô nghe không hiểu, cái lạnh của móng tay chạm vào da của cô, có một chút lạnh lẽo, từ móng tay của anh, xuyên qua, vuốt ve, chính là khởi đầu của tán tỉnh, giọng nói trầm thấp của anh, mang theo một chút hài hước, ngón tay đặt lên trên cổ của cô, nhưng lại không trượt xuống dưới, chỉ là đặt lên trên cổ chứ không đến xỉa tới gãi hay cào gì, cũng không có quy luật nào, chỉ là trong lòng biết rõ, việc mà ngón tay làm, khiến cho làn da trên cổ của người phụ nữ bên dưới, nổi lên một lớp da gà, giảng đồng kháng cự lại theo bản năng. Người đó lại cười nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp cất lên trên đỉnh đầu của giảng đồng, học được chưa cái này người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt không hiểu ngón tay lại chậm rãi cà lên cái cổ đang nổi da gà lên của cô đã học được chưa ngay lập tức giảng đồng đột nhiên tỉnh ngộ khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên người này lại trở nên vô liêm sĩ như vậy từ lúc nào thế làm ra chuyện như thế lại vẫn có thể hỏi cô đã học được hay chương chủ tịch trầm tôi buồn ngủ vì vậy anh có thể đi được chưa trầm tu cẩn đương nhiên nghe hiểu lệnh đuổi khách trong lời nói của cô tiểu đồng là em đã chọn lựa đấy, anh cầm chặt lấy cánh tay của giảng đồng, rồi lấy cánh tay của cô kê vào chỗ đó, tiểu đồng, đây là do em chọn lựa đây, nhiệt độ nóng ở trong lòng bàn tay, giống như đang bị bỏng, cô cực kỳ hoảng sợ, bị dọa đến mức phải hất tay lên. Nhưng lại bị anh nắm chặt, không cử động được, bỏ tay ra, chủ tịch trầm, anh bỏ tay ra, nét mặt của trầm tu cẩn thay đổi, nếu như tôi không thả tay ra thì sao, em muốn làm như thế nào, câu nói có hàm ý khác, ý muốn của anh, Vẻ lo lắng của anh, vẻ nghiêm túc của anh, tất cả đều được cất giấu trong câu nói tán tỉnh nghe thì có vẻ vô cùng không chính đáng này. Lúc này, ánh mắt của Trầm Tu Cẩn càng trở nên sâu lắng hơn, đôi mắt dẫn như chim ưng, nhìn chầm chầm vào người phụ nữ ở trong lòng. Tôi sẽ hận anh. Ngay lập tức, vào lúc Trầm Tu Cẩn nghe thấy câu nói này, lòng ngực liên giống như bị người khác lấy dao đâm vào. Đôi môi vốn dĩ đã nhạt, lúc này lại trở nên trăng bệt. Mặt không biểu cảm gì, cắn chặt môi lại. Dưới khuôn mặt bình tĩnh, sớm đã hoảng loạn rồi, đột nhiên, nhiệt độ ở xung quanh như lại giảm xuống vài độ, cô bất giác cử động, toàn thân co chặt lại, đối với cô mà nói, chỉ là mười mấy giây, nhưng đối với Trầm Tu Cẩn mà nói, lại là cả một thế kỷ, ở trong một thế kỷ mười mấy giây này, trong đầu của anh tự hoảng loạn như lúc đầu, đưa ra quyết định, giảng đồng chỉ cảm thấy đất trời đang xoay chuyển, rồi bị đè chặt xuống dưới đệm, ngay lập tức, một bóng đen đè xuống người của cô cái móng tay lạnh lẽo giống như ban nấy trượt qua da của cô không thể không nói anh làm rất thành thạo trên trán của giảng đồng toát ra mồ hôi dừng tay lại chủ tịch trâm đây là âu yếm cái gì rõ ràng cô nói dừng tay lại mà anh lại hỏi một đằng trả lời một nẻo không hề cho cô thời gian để suy nghĩ trầm tu cẩn đột nhiên cúi đầu xuống cái nóng bỏng của đôi môi khác hoàn toàn với cái lạnh lẽo của ngón tay in lên trên xương quai xanh của cô bất luận giảng đồng có vùng vẫy như thế nào, thì người đàn ông ở phía trên cũng hoàn toàn không quan tâm đến, đôi môi nóng bỏng, lượn lờ trên cơ thể của cô, từng vết hôn tỉ mỉ, đặt trên người, trên đùi, trên chân của cô, cứ tiếp tục di chuyển xuống dưới, nét mặt của giảng đồng thay đổi hoàn toàn, dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Trầm tu cẩn. Anh điên rồi à, trên đôi chân của cô, từng chỉ tiết nhỏ đều bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, nụ hôn đó, đặt lên mu bàn chân, đặt lên ngón chân, giảng đồng hét lên một tiếng, trầm tu cẩn, anh biến thái, tâm trạng cô bị kích động, rồi hét to lên, nhưng lại không biết, khuôn mặt của mình, đã đỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà mỗi một kẻ da trên cơ thể của cô, cũng đều lặng lẽ nói ra, cái cơ thể này của cô, bị động lòng rồi. Cái đầu đen của người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt phượng hoàng hẹp dài sâu lắng nhìn người phụ nữ đang bị kích động, cô biết, người kiêu ngạo như anh, lại có thể cúi thấp đầu xuống, hôn lên mỗi một bộ phận trên cơ thể của cô bao gồm cả ngón chân cô biết một người đàn ông phải yêu và quan tâm một người phụ nữ như thế nào mới có thể vứt bỏ đi cảm giác xấu hổ và lòng tự tôn vốn có của một con người để cúi thấp người xuống vô cùng chân thành hôn lên chân của người phụ nữ đó thậm chí là ngón chân đây là hôn môi trả lời cô vẫn là ba chữ không hề có chút cảm xúc nào cái khác duy nhất là âu yếm của lúc trước trở thành hôn môi giảng đồng aa -A. Agapo, bỗng nhiên, đôi môi mỏng của trầm tu cẩn cử động nhanh như bay. Anh nói cái gì? Tôi nói, vậy em cứ hận tôi đi, vừa dứt lời, anh ghi người xuống, dưới ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ, với cô, hợp làm một, dần dần, trong ánh mắt của cô, trong nỗi sợ hãi có nhiều hơn vẻ chán ghét. Trầm tu cẩn chìa tay ra, che đậy đi đôi mắt của cô, ngăn lại ánh mắt khiến cho lông ngực anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi một cử động, lại khiến cho trái tim của anh, nặng trĩu hơn một chút hận đi. Hận đi. Hận đi, rõ ràng, cơ thể vô cùng dẻo dai vô cùng vui sướng, nhưng trái tim lại nặng tru đến mức sâu lắng, ông trời à, trầm tu cẩn tôi từ trước đến nay chưa từng cầu xin ông cái gì, bây giờ tôi cầu xin ông trả lại giảng đồng của ba năm trước cho tôi đi, chương 165, tôi sẽ không bao giờ cầu xin anh nữa, cơ thể cảm thấy khoan khoái, vào khoảnh khắc cơ thể của hai người khớp vào đạt đến mức cao trào, tiếng thở gấp hỗn hển, động lòng rồi, nhưng trái tim lại cảm thấy lạnh lẽo. Trầm tu cẩn, tôi sẽ hận anh. Ngón tay của người đàn ông run rẩy, đột nhiên chìa tay ra, chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi lít nhít ở trên trán của cô, đôi mắt sâu lắng, dường như đã cất giấu đi vẻ phức tạp không rõ ràng, giảng đồng nhìn không hiểu, nhưng vào lúc đối diện với ánh mắt ấy, lồng ngực ở bên trái, vào giây phút co lại, trái tim sớm đã mất cảm giác, truyền đến cảm giác đau đớn lâu lắm không gặp mà lại quen thuộc, cắn chặt răng, cô bối rối lại ân hận sớm đã phải mất cảm giác, nhưng tại sao lại giống như năm đó? Bởi vì một ánh mắt của anh, lòng ngực lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Trên trán, xúc cảm của ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán của cô. Bớt, đừng chạm vào tôi. Ánh mắt lạnh lùng của giảng đồng đặt lên trên cơ thể của người đàn ông. Chủ tịch trầm, tôi sẽ hận anh. Dù có kiếp sau, tôi cũng sẽ hận anh. Kể cả có một ngày tôi quên mất bản thân mình là ai, tên là gì, nhưng thứ duy nhất tôi không thể quên được chính là hận anh trong hàm răng của cô thốt ra từng câu từng chữ giảng đồng hận trầm tu cẩn giảng đồng hận trầm tu cẩn đôi mắt của người đàn ông co lại anh muốn lấy tay ông chặt lấy lông ngực bên trái ấn chặt xuống cơn đau đớn mãnh liệt đó buông tay và cô hận anh lựa chọn của anh trước giờ chưa hề thay đổi tuyệt đối không buông tay nên cứ hận đi nhưng vào lúc cô nói vẽn vẹn sáu chữ đơn giản giảng đồng hận trầm tu cẩn trước kia em từng nói em yêu tôi kể cả đến một ngày em quên mất bản thân em là ai, cũng chắc chắn sẽ không quên được người em yêu là Trầm Tu Cẩn, Tiểu Đồng, em đã từng nói như vậy, rõ ràng em đã từng nói, sao lại có thể nuốt lời chứ? Sao lại có thể nói thay đổi là thay đổi, không nhớ rồi. Trầm Tu Cẩn đau khổ trong im lặng, anh quan sát giảng Đồng, anh nghiêm túc như vậy, sốt ruột như vậy, mà cái nhận được chỉ là một câu nói không nhớ rồi. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Cho dù vào lúc cô dùng đủ mọi cách cấp bách muốn trốn thoát khỏi anh, nỗi đau đó cũng không thể bằng nỗi đau lúc này. Lòng ngực giống như được lắp một quả bom, mà cô chính là cái ngòi nổ, chỉ cần châm lửa. Một tiếng tầm, nổ tung lên, chia tay ra, ngón tay thon dài của trầm tu cẩn, chậm chậm bám vào cầm của cô, miệng của cô, mũi của cô, cho đến mắt của cô, thì đột ngột dừng lại. Tôi không quan tâm giọng nói trầm thấp, vô cùng lạnh nhạt nói, giảng đồng, em lấy tư cách ở đâu để nói là hận tôi, em lại lấy tự tin ở đâu, để cho rằng trầm tu cẩn tôi sẽ để tâm đến suy nghĩ của em. Ngôn từ lạnh nhạt, không hề nể nang gì thốt ra từng câu từng chữ, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác rồi. Giảng đồng, tôi chỉ hứng thú với cơ thể của em, bất kể trong lòng em nghĩ như thế nào, cũng đều kìm nén lại cho tôi. Giảng đồng nghe thấy lời nói lạnh nhạt vô tình của trầm tu cẩn, trái tim vẫn không tránh được nỗi đau nhói, mắt của cô bị bàn tay to của anh che đậy đi không nhìn thấy người đàn ông ở phía trên, trong đôi mắt sâu đen, là nỗi đau đớn dày đặc như sắp muốn chảy ra ngoài. Lúc này, tâm trạng đang chéo phức tạp trong đôi mắt, có hối hận, có thất vọng, có khẩn cầu, nhiều hơn là sự căm ghét được kìm nén xuống, sự căm ghét đối với bản thân anh. Đột nhiên lật người, bước xuống giường, người đàn ông công lưng lại ông người phụ nữ lên, ai, cơ thể đột nhiên bay lên không trung, cô hét gọi một tiếng, trầm tu cẩn. Anh lại muốn làm cái gì? Trầm tu cẩn anh bỏ tôi xuống, trầm tu cẩn. Tôi không muốn phát điên cùng An, người đàn ông không nói một lời nào, ông chặt lấy cô, sải bước đi vào trong phòng tắm, một tay vứt cô vào trong bồn tảm, động tác không hề có chút dịu dàng nào, nhưng cũng không thực sự làm cô đau. Muộn rồi, vứt cô vào trong bồn tắm, đôi môi của người đàn ông cong lên, yên tĩnh nhìn chầm chăm vào cô, cuộc săn thú này, tôi là thợ săn, em là thú săn, tôi nói như nào thì là như thế, giảng đồng, hận trầm tu cẩn cho dù có kiếp sau, cho dù quên mất bản thân mình là ai, cô tuyệt đối cũng sẽ không quên rằng cô hận anh. Nếu như mọi thứ đã không thể thay đổi, nếu như cô muốn hận anh cả một đời, vậy thì cứ hận đi, hận đi hận đi hận đi, hận cho đến khi già cõi, đó chính là chuyện mà trầm tu cẩn cảm thấy hạnh phúc nhất nửa đời còn lại, chỉ vì, nếu như chỉ có cách này, có thể vướng víu lấy cô cả đời, vậy thì, nỗi hận của cô, anh sẽ chấp nhận, đồng thời chấp nhận với vẻ ngọt như đường. Nghe xong, giảng đồng sắc mặt trăng bệt. Đúng rồi, là ai đã cho cô dũng khí và tự tin chứ? Ở trước mặt của anh, cô chẳng là gì cả. Trầm tu cẩn ngồi xổm xuống, chia tay về phía của giảng đồng, người phụ nữ muốn trốn, nhưng lại bị anh giữ chặt, bỗng chốc ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu lắng, như nhìn xuyên cả người. Hơn hai mươi năm nay, chuyện mà tôi muốn làm, trước giờ phải như ý nguyện. Một tiếng giọng vang lên, giảng đồng thấp giọng nói, suy dơ mắt lên, ngang bướng nhìn chăm chầm vào anh, cái tên điên này lại một lần nữa cúi đầu nhìn cẳng chân của mình, trên da đã hiện lên dấu năm ngón tay, chẳng phải đã nói với em rồi sao? Ngoan ngoãn một chút, thì sẽ ít phải chịu khổ, tôi hận anh hôm nay cô đã nhắc đến câu này rất nhiều lần, tùy em thờ ơ thốt lên hai chữ, trầm tu cẩn nhanh nhẹn mở nước nóng, để tạm rửa cho cô, tôi tự làm được. Giảng đồng chìa tay ra muốn cướp lấy cái khăn mặt trong tay của trầm tu cẩn, nhưng lại bị anh khéo léo, trốn tránh bàn tay của cô, không nói một lời nào, với tốc độ nhanh nhất, tắm rửa sạch sẽ cho cô, lúc đứng dậy, chia ra một cánh tay lấy xuống cái khăn tắm treo trên giá ở bên cạnh, cuộn tròn vào người của giảng đồng, rồi bế cả cô lẫn cái khăn tắm lên, bước đến cạnh giường, rồi ném lên trên giường, tự mình nhanh chóng ngồi xuống giường, cô giơ chân muốn chui xuống giường, sải bước vội vàng chạy ra khỏi căn phòng ngủ, ánh sáng ở ngay trước mắt, đột nhiên bay lên không trung, ngang eo bị nhấc lên, khuôn mặt nhỏ nhãn của giảng đồng tràn bệt lại, ánh mắt kiên quyết mở miệng ra. Ra sức cắn thật mạnh vào vai của anh hi miếng thịt bị cô căng chảy cả máu, con người lại, nhưng lại không trốn tránh. Trầm tu cẩn. Anh là một kẻ điên, cô gào thét lên, nhưng giọng nói thô khàn, khiến âm thanh gào thét này làm cho vô cùng chói tai. Bịch. Trời đất xoay chuyển, cả người bị vứt xuống đệm, vừa mở mắt, thì gương mặt quen thuộc liền áp sát lại gần mặt. Người đó đứng bên cạnh giường, rủ mắt từ trên cao nhìn xuống cô, ngủ đi đôi môi mỏng thốt lên hai chữ vẻ ngang bướng trong đôi mắt của giảng đồng không hề bị nhạt nhòa đi, tay chống xuống chiếc đệm, nhanh chóng bò dậy, với tay ra, bộ dạng hoảng loạn, lại chạy xuống giường. Người đàn ông đứng ở cạnh giường, không lập tức ngăn cản, chân của cô rất đau, nhưng vẫn hoảng loạn vội vàng chạy về phía cánh cửa, giống như vừa nấy, ánh sáng ở trước mắt, nhưng lại bị khiêng lên trên vai, lần này, cô không chỉ mở miệng căng, cô còn dùng chân đá, đá vào cản chân của anh, vào phát đá thứ hai đôi chân bé nhỏ lại bị một bàn tay khống chế, bịch, lại một lần nữa bị ném xuống đệm, trầm tu cẩn vẫn đứng ở cạnh giường rủ mắt xuống nhìn người phụ nữ, ngủ đi, cô không cam tâm, lại bò lại trốn, nhưng kết cục vẫn giống như lần trước, vẫn bị anh tóm lấy, rồi vứt xuống dưới đệm, còn trốn không, giọng nói trầm thấp của người đàn ông cất lên, cô cắn răng, không cam tâm rủ mắt xuống, che lấp đi vẻ ngang bướng ở trong đôi mắt, chậm rãi nói, anh muốn cái gì? Cô nằm chặt tay lại thành nằm đấm, tôi sẽ không bao giờ cầu xin anh nữa anh muốn sự cầu xin của cô sao đừng có mơ sẽ không bao giờ ép dạ cầu toàn giống như trước kia nữa sẽ không bao giờ mở miệng cầu xin anh nữa cứng miệng đôi môi mỏng của anh thốt lên hai chữ nhưng hai chữ này lại trực tiếp khiến cho giảng đồng nhận định được anh chính là muốn giày vào cô chính là muốn nhìn cô tầm thường chính là muốn thấy cô cầu xin sau khi tuyệt vọng thì ai còn để tâm chứ người đàn ông nhìn xuống người phụ nữ ở trên giường trong lòng lặng lẽ than thở một tiếng Cô hỏi anh muốn cái gì, cô nói cô sẽ không bảo giờ cầu xin anh nữa, thứ anh muốn, trước giờ không phải sự thấp hèn, hay cái cầu xin của cô, thứ anh muốn, là người phụ nữ đã một lòng một dạ yêu anh hơn 20 năm kia, anh muốn người phụ nữ đó, quay trở lại. Một tay đẩy cô xuống đệm, tự mình cũng ngay lập tức cúi xuống, chì tay ra ôm chặt lấy cô, dưới chiếc đệm, người đàn ông chì chân ra cuốn chặt lấy đôi chân đang ngúng ngoảy của cô, hoặc là đi ngủ, hoặc là làm một lần nữa, làm đến khi em mệt mệt rồi thì tự khắc sẽ ngủ. Thế nào, thế nào, anh hỏi cô thế nào, ha ha, chủ tịch trầm, xin anh hãy nhớ rõ, anh đang chung giường với một tội phạm giết người đấy người đàn ông vốn dĩ đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, con mắt đen sâu lãng, nhìn chầm chăm vào người phụ nữ, trên khuôn mặt anh Tuấn, khóe miệng hết lên, nở ra một nụ cười kỳ quái, ngay lập tức, không nói một lời nào, rồi lại nhắm mắt vào, không lâu sau, truyền đến một tiếng thở hơi nặng nề giảng đồng chớp cơ hội muốn bò ra khỏi vòng tay của anh cánh tay cứng như thép siết chặt lấy phần eo của cô nên không thể động đậy đêm muộn rồi ngược lại càng thêm yên tĩnh hơn nếu đã không trốn được vậy thì cứ nhìn anh nét mặt của giảng đồng vô cùng phức tạp ánh mắt lại liếc về phía cái tủ đầu giường lúc này cô lại vẫn có thể có tâm trạng để đùa cợt cô nghĩ tờ giấy đó thời gian ở bên cạnh anh chắc còn nhiều hơn là cô đấy nhỉ thật là vô cùng nực cười rốt cuộc là duyên nhạc tình đậm, hay là duyên đậm tình nhạc, bất luận là vế trước hay là vế sau, có thể khẳng định được rằng, cái duyên này, chính là nghiệt duyên, đúng. Nghiệt duyên, nghiệt duyên, sớm muộn gì cũng phải kết thú, xê nghĩ như vậy, cô chìa một cánh tay vẫn đang được tự do ra, chậm chậm, chậm chậm, đến gần cái cổ của người đàn ông ở bên cạnh, chậm chậm, chụp chặt lại cái cổ của anh, có phải, chỉ cần cô dùng lực bóp xuống, thì sẽ có thể cắt đứt được nghiệt duyên giữa hai bọn họ không? đồng thời có thể lấy lại được tự do, có thể đến nhĩ hải, đi trả nợ cho người mà cả đời này cũng không trả hết nợ được đúng không? Ánh mắt của cô càng lúc càng mơ màng, càng lúc càng hoảng loạn. Năm ngón tay của cô hợp lại từng chút một, từng chút từng chút nén lấy không khí ở trong cơ thể của anh, đột nhiên, toàn thân bỗng rung rẩy, ánh mắt dần dần bừng tỉnh, nhìn vào mọi thứ ở trước mặt, nhìn vào bàn tay của cô đang đặt trên cái cổ của anh, cô, cô rốt cuộc đã làm gì, cô rốt cuộc muốn làm cái gì ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, khóe mắt ngay lập tức ướt đẫm, đột nhiên thả tay ra, bàn tay vừa mới muốn giết anh, liền ông chặt lấy miệng của cô, miễn cưỡng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng. đêm khuya thanh tĩnh, tỉ mỉ nghe, thì vẫn có thể nghe thấy được tiếng nấc liên tục, cô nghiêng đầu sang một bên, vùi đầu vào trong cái gối, không nhìn, không nghe, không nghĩ, bàn tay lúc này, vẫn đang vô cùng run rẩy, nhưng cô không hề phát hiện, cơ thể của cô, lạnh ngắt từ đầu đến chân đang run rẩy ở trong lòng của anh. Người đàn ông mở mắt ra, ánh mắt đặt lên trên đỉnh đầu đen xì của người phụ nữ đang nắm nghiêng người, nỗi thống khổ trong ánh mắt, cũng nhẹ nhàng hiện ra ngoài, đồ ngốc, rồi anh lại nhắm mắt vào, không quấy rầy người phụ nữ giống như chim sợ cành công vào lúc này, cánh tay ở dưới chiếc chăn, càng thêm siết chặt hơn, còn có cả đôi chân, cũng càng cuốn chặt hơn vào đôi chân của người phụ nữ. Chương 166, chỉ cần cô ta chết, sau buổi tối xảy ra chuyện giữa hai người bọn họ, chớp mắt, đã một tuần trôi qua trong tập đoàn trầm thị vừa đến giờ tan làm người đàn ông liên nhanh chóng cầm chiếc chìa khóa xe ở trên bàn lên hướng về phía tân hâm vội vàng rời đi chiếc xe khởi động máy lái ra khỏi tân hầm chạy như bay trên chiếc cầu vượt trái tim của anh như cũng sắp bay cả về nhà trang viên nhà họ trầm trong cảnh xăm xẩm tối của ngày đông khoác lên một màn nhá nhem bầu trời chuyển tối rất nhanh chỉ có hai hàng đèn đường là đang sáng cánh cống sắc màu đen so với những ngày hè cũng càng hiện ra vững vàng hơn, chỉ là trong cái màu đen này, cả một trang viên đều lộ ra không hề giận dữ, nhưng lại vô cùng nặng nề. Chiếc xe Bentley màu đen, bật lên đèn pha, đi vào bên trong cánh cổng to đang được mở ra từ hai bên, những chiếc lá khô ở trên mặt sân của trang viên mà người làm vườn chưa kịp quét dọn, cuộn lại thành vòng bay lên cao, rồi sau khi chiếc Bentley được lái đi, ở phía sau nó, cùng tròn lại rơi xuống, đẩy cửa đi vào, bước chân vững chắc, dáng người cao to quả thực là có một cơ thể đẹp ông trời đã quá thiên vị người đàn ông này rồi đến cả mỗi một sợi tóc cũng đều rất hoàn hảo cậu chủ cậu về rồi quản gia hạ vẫn như thường lệ lặng lẽ đứng ở cánh cửa chìa tay ra đón lấy cái túi đựng tài liệu ở trong tay của người đàn ông rồi đưa ra một chiếc khăn nhung tơ ngón tay thon dài của người đàn ông câm vào chiếc khăn mặt ẩm vẫn còn hơi ấm của nước nóng vội vàng lau lên mặt rồi lại đưa cho quản gia hạ cô ấy đâu Quản gia hạ nghe thấy giọng nói trầm thấp hỏi một câu ngắn gọn như vậy, liền đơ ra, nhưng ông che đậy quá tốt, ngay lập tức, lại trở thành một người quản gia hợp cách giải quyết việc chung không hề thiên vị, cô chủ giảng đang ở trong phòng ngủ, cả ngày đều không xuống nhà, vâng, con mắt đen của người đàn ông nheo lại, cơm trưa cũng không ăn, quản gia hạ thả lỏng, rủ đôi lông mày già cỗi xuống, cô chủ giảng không chịu ra khỏi phòng ngủ, nên đành phải đưa cơm trưa đến trước cửa phòng ngủ, người đàn ông gật gật đầu, khuôn mặt anh Tuấn co lại, Mười phút nữa, đem cơm tối đến cửa phòng ngủ, lãnh đạm dặn dò một câu, người đàn ông giơ chân bước lên tầng, bước chân hiện ra cực kỳ vội vàng, đi đến trước cửa phòng ngủ, rủ mắt xuống nhìn đồ ăn được đặt trên xe đẩy đồ ăn ở trước cửa phòng ngủ, giữa hai đầu lông mày co lại, lại không ăn, giơ tay lên gõ cửa, trong cánh cửa không có một tí động tĩnh gì, nhưng anh lại không hề thấy kỳ lạ, vì cả tuần nay, chẳng phải đều như vậy sao, chia tay ra nắm lấy tay cầm của cửa, ấn xuống, đẩy ra. Vào lúc cánh cửa mở ra, những gì lọt vào mắt, khiến cho trái tim của anh, ngay lập tức như muốn nhảy khỏi lòng ngực, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, giảng đồng, xuống đây ngay, anh nói. Trên bệ cửa sổ, người phụ nữ ngồi ở đó, đôi chân treo lơ lửng giữa bầu trời bên ngoài cửa sổ, đung đưa đung đưa, nghe thấy giọng nói của người đàn ông ở phía sau, cái đầu liên chuyển động, quay đầu lại nhìn ra phía sau, tiểu đồng, ngoan nào, xuống đây, trên khuôn mặt anh Tuấn của trầm tu cẩn lúc này, hiện lên vẻ nôn nóng người phụ nữ nhìn về phía sau nhìn một cái lại quay đầu về vị trí cũ cái đầu phía sau hướng về phía anh đôi chân đó vẫn treo lơ lửng ngoài cửa sổ lắc lư lắc lư làm ngơ với lời nói của anh anh giơ chân dè dặt bước đến gần mà người phụ nữ ngồi trên cửa sổ cũng không hề có bất kỳ chuyển động nào trầm tu cẩn lúc này mới yên tâm được một chút người phụ nữ này vốn không hề có suy nghĩ muốn tìm cái chết hai tay nắm chặt lấy phần eo của cô ngay lập tức bế cô lên vứt xuống giường em có biết em vừa nấy làm như vậy nguy hiểm như thế nào không giảng đồng lãnh đạm ngẩng đầu lên đôi môi động đậy chỉ thốt ra ba chữ chơi rất vui chơi rất vui trầm tu cẩn như muốn nổ tung em nói chơi rất vui rốt cuộc em có biết cái trò vừa rồi nguy hiểm như thế nào không không cẩn thận sẽ bị ngã xuống đây em nói chơi rất vui chuyện này có thể coi là trò đùa được sao chuyện này lại có thể chơi rất vui sao chơi rất vui vẫn là câu nói đó, em, người đàn ông tức giận đến nỗi ngủ tạng lục phủ đều đang rất đau, nhanh chóng kéo cô dậy, ấn xuống dưới chân của mình, lột quần của cô ra, lại là một trận đòn, bóp 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 bóp, bóp tác liên tục mấy cái, cơn lo lắng ở trong lòng, mới bớt đi được phần nào, thần kinh co lại, cuối cùng mới có thể thả lỏng được hoàn toàn, vào lúc cô bị ấn úp mặt xuống chân của người đàn ông, vào lúc phần mông bị lạnh, thì cô vân chưa kịp phản ứng. Cho đến lúc trong tai nghe được rõ ràng tiếng tác, Lúc này cô mới hiểu ra là đang xảy ra chuyện gì, dừng tay lại. Anh mau dừng tay lại, nhìn thấy bóng dáng vùng vẫy của cô, còn có một chút vẻ mặt, anh dựa vào cái gì mà lại đánh tôi, cơn tức giận vốn đã được kìm nén xuống của trầm tu cẩn, lại một lần nữa nổi dậy, bỗng chốc, liền trở nên lạnh lùng, còn dám nữa không, đột nhiên, giảng đồng có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, bị đánh vào mông chẳng phải đều là những đứa trẻ con không nghe lời sao, phụ huynh đánh vào mông của con, sau đó tóm lấy đứa trẻ đang khóc sướt mướt hỏi, còn dám nữa không, tôi không phải là đứa trẻ con. Anh dựa vào cái gì mà lại đánh tôi, cô tức giận trừng mắt lên, chất vấn anh, sao nào, tôi đánh nhầm rồi à, lúc anh hết một bên lông mày lên, khí chất vụ cả người, lạnh lẽo giống như ngọc, nhưng lại lộ ra vô cùng lý trí, dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng lý trí này, ẩn giấu một trái tim lúc này vẫn đang đập thình thịch như sắp muốn nhảy ra ngoài, vừa nấy, không dọa chết anh đã là một điều may mẫn rồi giảng đồng vẫn trừng mắt lên như vậy, tôi đã làm gì sai? Tôi không phải là trẻ con, đang nói, thì ở cửa phòng ngủ, truyền đến tiếng hô gọi, cậu chủ, có thể vào không? Hai người trên giường đều ngạc nhiên, tay của người đàn ông vội vàng cầm lấy cái chăn ở bên cạnh, đắp lên cho người phụ nữ, rồi mới lãnh đạm từng một tiếng, vào đi. Quản gia Hà đẩy chiếc xe đựng đồ ăn vào trong phòng ngủ, cánh cửa của phòng ngủ, vì ban nãy trăm tu cẩn vội vàng bước vào, đã chưa kịp đóng lại, nên vừa nãy đoạn hội thoại của hai người ở trong phòng, quản gia hạ đều đã nghe thấy rồi. Quản gia hạ nhìn về phía trước, đẩy chiếc xe đựng đồ ăn lên trước giường, cậu chủ, còn muốn dặn dò gì nữa không, vô cùng kính cẩn hỏi. Trầm tu cẩn vẫy vấy tay, chú đi xuống nghỉ ngơi đi, quản gia hạ kính cẩn công lưng lại, quay người rời đi, vào khoảnh khắc rời đi, trên khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc của quản gia hạ, bỗng trở nên vô cùng hung ác, hai bàn tay buông xuống sát mình, ra sức nắm chặt lại, vi minh của ông, rốt cuộc là cái gì? lúc vi minh còn sống cậu chủ chưa bao giờ đối xử với người phụ nữ đó giống như đối xử với vi minh trước giờ chỉ dừng lại ở màn chào hỏi mà thôi chưa hề có thân mật gắn bó như vậy vi minh của ông không thể không có danh phận như vậy được cuối cùng trong lòng của cậu chủ sẽ dần dần mờ nhạt đi cuối cùng sẽ là không ôn tại người ngày nữa chỉ cần chỉ cần người phụ nữ đó chết quản gia hà cầm lên chiếc điện thoại lại một lần nữa gọi cho số điện thoại không thường xuyên liên lạc chắc là số điện thoại này trừ số điện thoại của trầm tu cẩn ra, thì là số mà ông nhớ nhất. Tôi muốn cô ta chết, người ở đầu dây bên kia, vào lúc nhận điện thoại, hơi hơi đơn người ra, ngay lập tức, một tiếng cười nhẹ, truyền qua loa máy, nhẹ nhàng vang lên. Tôi dựa vào cái gì mà phải giúp ông, chương 167, chân tướng của ba năm trước được vén lên một góc, lục minh sơ, quản gia hạ hạ thấp giọng lén lúc nói. Chắc cậu cũng không muốn để cho cậu chủ trầm biết chuyện đó đâu nhỉ, con mắt lờ mờ già cỗi của quản gia hạ lại vô cùng đối lập với vẻ hung hãn dữ tợn mà không có một người già nào có được của người trẻ tuổi này người ở đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc lâu cặp lông mày đang cau chặt lại của quản gia hạ hơi hơi thả lỏng ra một chút sợ thì tốt lão hạ đã có ai nói với ông đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhạo chéo dẻo của lục sơ minh ông rất vô liêm sĩ chưa quản gia hạ nghe xong liền cắn chặt răng lại nhưng vẫn cứng rắn nói kẻ hèn hạ này chết thì đều có lợi cho cả tôi lẫn cậu. Bất luận trước kia xảy ra chuyện gì, một người chết, chết rồi thì sẽ đầu xuôi đuôi lọt, ý của câu nói này rất rõ ràng, người chết giống như một bóng đèn, người chết rồi, thì ai sẽ vì một người chết để thảo luận chứ, cậu chủ lục, làm cho kẻ hèn hạ kia chết, cậu cũng sẽ có lợi, giọng nói già cỗi, một giây trước vẫn còn đang uy hiếp đối phương, mà lúc này, lại vô cùng lễ phép xưng hô một tiếng cậu chủ lục, với đối phương, trong ống nghe, một tiếng dẻo cật vang lên, đi theo người nhà họ trâm ông lại học được mấy phần độc ác của người nhà họ trầm lão hạ ông đừng tưởng rằng tôi không biết ý đồ của ông hại chết cô ta thì ông có thể sẽ được yên tâm đâu dây bên kia lục minh sơ ở giữa ngón tay kẹp một điếu xì gà khéo léo hút một hơi điếu xì gà đang bùng cháy một đoạn dài ngón tay vừa gãy khiến cho cả đoạn dài đó rơi xuống rơi lên trên tấm thảm nhung màu trắng được đặt về từ nước ngoài không thấy đau lòng một chút nào lão hạ tôi nói rõ cho ông biết ông muốn ai chết, thì tự ông nghĩ cách, ánh mắt của lục sơ minh đột nhiên lạnh lại, đôi môi mỏng có chút giống với trầm tu cẩn, khóe miệng thô bạo đè xuống, cũng đừng lấy tên họ trầm đó ra để ép tôi. Lục minh sơ tôi có bị ổi như thế nào thì cũng không thể sánh với ông, hạ vị minh chết như thế nào, ông thực sự không biết sao, bên này, bàn tay cầm chiếc điện thoại của quản gia hạ bỗng run rẩy, suýt chút nữa thì không cầm chắc làm rơi xuống đất. Ra sức nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt già cỗi của ông sáng lên, đương nhiên là tôi biết. Là kẻ hèn hạ đó đã hại chết con gái tôi, đứa con gái duy nhất của tôi, con gái tôi phải chịu sự sỉ nhục và dày vò lớn như vậy, con gái tôi chết rồi. Nhưng kẻ hèn hạ đó chỉ phải ngồi ba năm tù mà thôi, chỉ là ngồi ba năm tù, giọng nói ngạc nhiên của lục minh sơ cấp lên, giọng nói nhẹ nhàng lại một lần nữa lặp lại, gân xanh ở trên trán của quản gia hạ nổi cả lên, con gái tôi chết rồi, cô ta ngồi ba năm tù rồi lại được ra ngoài ông trời quá không công bằng quá hời hợt cô ta rồi quá hời hợt cô ta rồi giọng nói của lục minh sơ so với ban nãy lại càng chất vấn kỳ lạ hơn nếu như không phải anh tận mắt nhìn thấy những cảnh được camera ghi lại nếu như không phải anh biết người phụ nữ ấy ở nơi đó bị hành hạ thê thảm như thế nào sau đó phải trải qua ba năm trong tù giống như chim sợ cành công nếu như không phải vào hôm người phụ nữ đó ra tù vì quá tò mò anh đã bảo tài xế lái xe đến đó tận mắt nhìn thấy người phụ nữ ấy vào lúc từ bên trong cánh cửa bước ra ngoài người đó với bộ dạng không phải quỷ nhưng cũng chẳng giống người nếu như không phải sau đó có một lần bắt gặp ở trong đông hoàng tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó thay đổi hoàn toàn bộ dạng tâm thường thấp hèn xin ăn khác hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo của ba năm trước c thì có lẽ anh đã thực sự tin những lời mà quản gia hạ nói rồi nói không chừng còn thực sự có ý đồ giống với quản gia hạ đồng cảm với ông giúp ông giải quyết người phụ nữ đó ba năm trước chỉ có một mình hạ vi minh tính toán người phụ nữ này sao sai rồi ba năm trước tất cả mọi người đều đã ra tay tất cả mọi người đều tính toán người phụ nữ này trầm tu cẩn tại sao không điều tra tại sai lại không điều tra được trầm tu cẩn vốn dĩ không điều tra là bởi vì giảng động có sống hay chết thì anh cũng không quan tâm thứ hai giống như đấu cờ chỉ cần có chút lơ là thì sẽ thất bại toàn diện tất cả tâm tư của trầm tu cẩn đều đặt vào trong ván cờ này vốn dĩ không dánh ra được thời gian tinh lực và nhân công, để đi điều tra lại chuyện này. Đợi đến khi trầm tu cẩn thẳng được đại cục, anh sẽ càng không đi nghĩ trong tù còn có một giảng đồng. Huống hồ, chứng cứ của việc giảng đồng hãm hại Hạ Vi Minh bậy ra đấy, chỉ còn thiếu cái tận mắt nhìn thấy, nếu Hạ Vi Minh lúc đó đã là người mà trầm tu cẩn nhìn trúng. Người mà trầm tu cẩn nhìn trúng lại bị sỉ nhục đến chết như vậy, thì sẽ phải có một người để gánh vác hậu quả, thế là, giảng đồng là người đã không được trầm tu cẩn quan tâm đến. Liên trở thành người thê thảm nhất trong chuyện đói nhưng, sự sỉ nhục và cái chết của Hạ Vi Minh, ở bên trong, lại có quá nhiều bàn tay của những người khác, bao gồm cả Lục Minh Sơ anh. Đối với Lục Minh Sơ mà nói, thành công cũng là giảng đồng, thất bại cũng là giảng đồng, là anh đã xem thường những thủ đoạn hung ác và vô tình của Trầm Tu Cẩn, cũng xem thường những thủ đoạn độc ác của Lão Hạc. Người phụ nữ đó, Lục Minh Sơ lắc lắc đầu, anh không hề vô liêm sỉ như vậy. Người phụ nữ đó đã bị bọn họ ép đến mức chỉ có thể sống mưu sinh như ngày hôm nay, bảo anh đi ra tay với người phụ nữ đáng thương ấy một lần nữa, Lục Minh Sơ vẫn còn muốn giữ một chút thể diện. Đầu dây bên kia, lão Hạ Vân đang chửi rủa người phụ nữ ấy, nghe thấy lão Hạ cứ gào lên từng tiếng người phụ nữ hèn hạ, người phụ nữ hèn hạ, Lục Minh Sơ với tính cách trước giờ không chịu bị trói buộc, lại vô cớ cảm thấy bực bội, giơ tay lên, bới lên mái tóc đã được nhuộm thành màu hạt dẻ, phiền chết lớn tiếng gào lên. Lão hạ, tôi vẫn là câu nói đó, ông muốn hại ai chết, thì ông tự ra tay, tôi không ngăn cản, cũng sẽ không giúp ông. Lão già họ hạ kia, có một câu nói đã nói đúng rồi, nếu như người phụ nữ đó chết, thì lục minh sơ anh cũng có lợi, vào ba năm trước, sẽ không phải nổi trên mặt nước nữa. Muốn sống có ý nghĩa, thì phải xem bản thân suy nghĩ như thế nào, thế thế này từ trước tới giờ đều lạnh nhạt, người còn sống, còn vì bản thân để tìm ra chân tướng, người chết rồi, thì sẽ có người khác vì người chết để tìm chân tướng sao, Lục Minh Sơ. Chuyện này cậu bắt buộc phải giúp tôi, nếu không thì, tôi sẽ nói với cậu chủ trầm chuyện cậu đã làm vào ba năm trước, lão hạ, quả nhiên ông biết giảng đồng vô tội, Lục Minh Sơ cười nhẹ một tiếng, mà quản gia hạ, sau khi nghe thấy câu nói này của Lục Minh Sơ, lại ngay lập tức ngậm miệng, từ lúc quản gia hạ uy hiếp Lục Minh Sơ. Nói ra câu tôi sẽ nói với cậu chủ trầm chuyện cậu đã làm vào ba năm trước, thì coi như đã thẳng thắn thừa nhận, trong lòng ông vốn dĩ đã biết, giảng đồng là vô tội. Quản gia hạ cản chặt trăng lại, cứng rắn nói, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tôi chỉ biết, vì mình đến quán ba sắc đêm, là vì kẻ hèn hạ đó. Mà cậu chủ Lục Anh lúc đầu ra tay ở sau lưng cậu chủ Trầm, dùng thủ đoạn không trong sạch, lượt bỏ mọi khách hàng của cậu chủ Trầm. Muốn cướp đi nguồn tài nguyên đối với cậu chủ Trầm mà nói vô cùng quan trọng ấy, cậu chủ Trầm nếu như biết được chuyện này e là sẽ dùng thủ đoạn độc ác để đối phó với công ty của cậu, đến lúc đó, thì cậu sẽ nguy hiểm rồi. Khóe miệng của Lục Minh Sơ nở ra một nụ cười lạnh, đến lúc này rồi, tên quản gia già kia vẫn còn uy hiếp anh, bảo anh giúp ông ta hại chết người phụ nữ đó, xin lỗi, anh không thể bắt nạt người xui xẻo kia thêm một lần nào nữa. Được thôi, ông cứ nói đi, Lục Minh Sơ cười lạnh nhạt, đừng trách tôi không nhắc nhở ông, những chuyện này, ngay cả một quản gia ở bên cạnh trầm tu cẩn như ông cũng biết ông tưởng rằng người họ trầm đó không có não sao? Còn về việc có phải ông chỉ biết những chuyện ở bên ngoài hay không, hoặc là còn biết cả những chuyện khác, lão hạ, trong lòng ông là rõ nhất, còn có cái chết của hạ vi minh, bản thân ông cũng là rõ nhất, tôi chỉ có thể nói, ông thực sự có thể biết có biết dũi. Tôi là ông, thì sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho tôi nữa. Ông đây là đang chọn trái hồng mềm để bóp sao, lục minh sơ ha ha cười một tiếng, ông căm hận giảng đồng, thì tự mà ra tay, đừng có đến làm phiền tôi. Nói xong, vốn dĩ không giữ thể diện cho lão hạ, không nói một tiếng nào nữa, liền thẳng thắn cúp máy luôn. Quản gia hạ cầm chặt chiếc điện thoại ở trong tay, toàn thân đang run rẩy. lục minh sơ, rốt cuộc đã biết cái gì rồi. Những lời nói cuối cùng của lục minh sơ, rốt cuộc là có ý gì? Không, vì minh chết rồi. Chính là lỗi của kẻ hèn hạ kia, kẻ hèn hạ kia, bắt buộc phải xuống dưới đó mai táng theo vi minh, chương 168 anh đoán ra rồi, bốt, tôi thấy hổ thẹ với sự tin tưởng của anh, trong phòng sách yên tĩnh, trầm nhị vô cùng ấy nấy. Trầm tu cẩn mặt không biểu cảm gì, không điều tra được à, trầm nhị cúi thấp đầu xuống, trong lòng anh đang tự trách, bốt, chuyện anh dặn dò, tôi đã không làm tốt, đều là do tôi không đủ năng lực, nếu như đổi lại là trầm nhất, thì chắc đã điều tra được rồi, bốt dặn dò anh âm thầm điều tra chuyện của ba năm trước, xa cách ba năm. Chuyện này quả thực không dễ để điều tra nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, ai lại không điều tra ra được một chút gì có tác dụng, điều tra đi điều tra lại, đều là chứng cứ bất lới với giảng đồng. Nhưng, anh và Trầm Nhất không giống nhau, trong lòng Trầm Nhất nhận định rằng giảng đồng có tội, nhưng Trầm Nhị Anh, từ lúc bắt đầu, đã không hề tin rằng giảng đồng sẽ là loại người như thế, vì vậy biết được bốt có lòng muốn điều tra chuyện của năm đó, trong lòng anh cảm thấy rất vui, anh và Trầm Nhị giống nhau, còn có vài người khác nữa đều là sau khi đã được bốt tuyển chọn từ nhỏ liên luôn ở bên cạnh bốt tự nhiên cũng được coi là cùng giảng đồng lớn lên từ nhỏ vào lúc bốt dặn dò anh điều tra chuyện của ba năm trước anh tràn đầy vui sướng nhưng điều tra trong thời gian lâu như vậy mà lại không điều tra được gì chỉ có thể càng thêm chứng minh hiềm nghi của giảng đồng báo cáo điều tra của cô giảng lúc này được đặt lên trên bàn của bốt vào lúc trầm nhị làm bản báo cáo này cũng do dự không biết có nên đưa bản báo cáo này đến trước mặt của bốt không trầm tu cẩn cầm lên bản báo cáo ở trên bàn, sau khi mở ra, con mắt đèn nháy nhanh chóng từ bên trên lướt qua, trong phòng sách yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt lúc lật trang giấy. Tất cả những thứ có thể điều tra, đều ở bên trong rồi sao, đặt tập tài liệu xuống, khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông, một bên ẩn giấu vào trong bóng tối, đèn bàn được bật lên, một bên mặt nửa lờ mờ dưới ánh đèn. Trầm nhị gật gật đầu, vâng anh nói xong, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng nói tiếp, nhưng mà bốt, tôi vẫn không tin cô giảng là loại người như thế nhưng tập tài liệu này là do tận tay anh làm mọi điều tra đều được tiến hành trong âm thầm tất cả tiến độ từ tốn đến cả trầm nhất người có quan hệ thân mật như vậy với anh cũng không biết được anh đang âm thầm điều tra chuyện này anh nguyện ý tin tưởng cô giảng nhưng những thứ ở trong tập tài liệu này lại đang cười nhạo lên cái gọi là tin tưởng của anh cộc 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 ngón tay thon dài của trầm tu cẩn nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn nheo mắt lại lặng lẽ nhìn chầm chầm vào bản báo cáo vẫn đang được mở ra kia nhìn vào đó rất lâu đôi mắt hiện lên vẻ trầm tư bố, là do tôi vô dụng chỉ có thể điều tra được những thứ này những chứng cứ ở bên trong từng vòng từng vòng cuốn lấy nhau được làm rất tỉ mỉ không chê vào đâu được hôm nay có đổi là ai nhìn thấy hàng loạt những chứng cứ này đều sẽ nhận định giảng đồng có tội nếu như là trầm nhất có lẽ cậu ấy có thể điều tra ra được một chút gì đó vào lúc trầm nhất ấy nấy nói tự trách móc bản thân không có đủ năng lực lời chưa nói xong liền bị người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc nhẹ nhàng ngắt lời đổi lại là trầm nhất thì cũng không điều tra ra được gì đôi mắt đen nháy của trầm tu cẩn hiện lên vẻ lạnh lùng tôi là muốn điều tra chuyện của ba năm trước điều tra chứng cứ có lợi đối với cô ấy ha ha cuối cùng lại tra ra được những chứng cứ còn bất lợi hơn với cô ấy càng làm rõ lên tội danh của cô ấy bố cô giảng không phải phải cô ấy không phải như vậy, trầm tu cẩn từ trên chiếc ghế tự đứng bật dậy, ngón tay đút vào trong túi quần, đi đến trước ô cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, quay lưng lại với trầm nhị, suýt chút nữa, thì tôi cũng sẽ tin những chứng cứ này rồi, được làm tỉ mỉ như vậy, từng vòng cuốn vào nhau, khiến cho người ta không nhìn ra được vấn đề gì, nhưng càng thấy không có một chút vấn đề gì, điều này, ngược lại lại càng có vấn đề, bốt, trầm nhị bỗng chốc ngẩng đầu lên, kinh hồn bạc vía mở to mắt. Anh đi theo trầm tu cẩn lâu như vậy, vào lúc câu nói này của trầm tu cẩn được nói xong trầm nhị dường như đã liên tưởng được đến gì đó không thể nào người đàn ông đứng trước cửa sổ cười nhẹ một tiếng ha ha ngay cả trầm nhị người ở bên cạnh anh cũng đoán ra được những thứ này đôi môi mỏng của người đàn ông chậm rãi cong lên nhưng nụ cười cũng không thể che đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt ông cụ ơi là ông cụ chương một trăm sáu mươi chín không thể thuận theo em không thể nào ông cụ không cần thiết phải là do tôi đã lơ là rồi người đàn ông nhìn ra bên ngoài cửa số lãnh đạm nói trầm nhị toàn thân run rẩy đôi vai bỗng thấy nặng trĩu bốt là đã nhận định chuyện này là do ông cụ làm chủ rồi bốt anh hãy suy nghĩ kỹ lại trong này nhất định có chuyện gì đó mà chúng ta không biết xin anh hãy cho tôi một thời gian nữa tôi nhất định sẽ nghĩ cách để tìm ra manh mối trầm nhị đột nhiên quỳ xuống kiên quyết nói nhà họ trầm có ân huệ với cả gia đình anh nếu như vì bản báo cáo này của anh không rửa sạch được nổi oan cho giảng đồng mà ngược lại lại gây họa cho nhà họ trầm thì trầm nhị anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn nghe xong trầm tu cẩn lãnh đạm quay đầu lại rủ mắt liếc nhìn trầm nhị đang quỳ rạp ra đất ngay tức nhìn thấu được tâm tư của trầm nhị cười nhẹ một tiếng tôi bảo cậu âm thầm điều tra chuyện của ba năm trước nhưng bây giờ xem ra trầm nhị cậu còn cho rằng chuyện này không có ai biết sao ngón tay chỉ vào tập tài liệu ở trên bàn đôi mắt lạnh lùng nheo lại, e là ngay từ lúc cậu bắt đầu hành động, thì đã lọt vào tâm mắt của người ta rồi. Nhìn xem, những chứng cứ này đều được làm rất tỉ mỉ không chê vào đâu được, chỉ là, tại sao ông cụ lại đưa ra quyết định như thế vào ba năm trước chứ? Đây cũng là chuyện mà trầm tu cẩn lúc này không hiểu được. Nếu như nói, ba năm trước quả thực đã xảy ra những chuyện khiến cho anh vô cùng phiền não, nhưng đây cũng là chuyện của chính nhà họ trầm, ông cụ bất luận như thế nào, cũng không cần thiết phải kéo một cô gái năm đó mới 20 tuổi vào để làm ba đỡ đạn. Cậu xuống dưới đi, Trầm Tu cẩn giơ cánh tay lên, vẫy vẫy, ý muốn bảo Trầm Nhị lui đi. Trầm Nhị vẫn muốn nói nhiều hơn, vừa ngẩng đầu thì bị con mắt đen nháy dường như đã nhìn thấu tâm tư của anh khóa chặt lại. "Trầm Nhị, tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chuyện này đã không còn đơn giản như những toan tính và thủ đoạn giữa những người con gái nữa rồi. Vậy cô giảng, tôi sẽ lấy cô ấy." Trầm Nhị sợ hãi đột nhiên mở to mắt ra chớp chớp mắt bốt nói muốn làm gì cơ nhưng mà nếu như thực sự là ông cụ vậy ông cụ sẽ để cho cô giảng bước chân vào nhà họ trầm sao tôi sẽ lấy cô ấy sẽ bảo vệ cô ấy cả đời lúc trầm tu cẩn nói câu này không hề nghiến răng cũng không hề có ẩn tình gì nhưng trầm nhị chính là tin rằng người đàn ông ở trước mặt này tuyệt đối sẽ không chỉ tùy tiện nói ra mồm anh lại nhớ đến người phụ nữ trước kia theo đuổi bốt chạy khắp thế giới mãi mãi đứng ở sau lưng bốt kia không biết nên vì cô giảng thấy vui, vui mừng vì cô hết phải chịu khổ, hay là phải đau lòng thay cô, cái nhận lời đến muộn này, lại là vào sau khi thế giới của cô bị phá hủy, bị đảo lộn điên cuồng thành một đống lộn xôn, thì lại chậm chậm mà đấng. Vào lúc trầm nhị đi ra khỏi phòng sách, tâm trạng vẫn cứ không thể bình tĩnh được, chỉ hy vọng người phụ nữ đáng thương này, có thể từ đó mà kết thúc khổ cực, từ đó mà sống một cuộc sống hạnh phúc giống như trong thế giới cổ tích. Trầm tu cẩn lúc này không hề tức giận, đối với việc ông cụ có nhúng tay vào chuyện của ba năm trước hay không, trong lòng anh dường như đã khẳng định. Nhưng đối với việc ông cụ tại sao cứ phải nhầm vào giảng đồng, Trầm Tu Cẩn đã nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng vẫn hoàn toàn không tìm được ra manh mối. Nếu như nói giảng đồng có chỗ nào vượt trội hơn người, đúng, có, sự niên năng và chịu khổ nhọc của cô, cùng với cái miệt mài làm việc, trong cái vòng tròn xa hoa đồi trụy này, cho dù là đàn ông, không không thể sánh được với cô, cái xuất sắc của cô, không cần gì phải nghi ngờ. Nếu như nói, ông cụ là sợ cô qua xuất sắc, sẽ trở thành hòn đá cản đường của nhà họ Trầm trong tương lai, điều này cũng không hợp lý. Nếu như nói có liên quan đến cuộc chiến đấu võ của ba năm trước, vậy thì càng không hợp lý. Chỉ một nhà họ giảng, vào lúc ông cụ giảng còn sống, quả thực có chút trọng lượng, nhưng lúc đó ông cụ giảng đã qua đời, những trận đấu võ đó, nhà họ giảng cũng chẳng tham dự nữa, cũng chẳng liên quan gì đến nữa. Trầm tu cẩn không ngốc không sẽ không ngu ngốc đến nỗi bây giờ phải chạy đến hỏi xem ông cụ là tại sao giơ cánh tay lên nhìn thời gian giơ chân bước ra khỏi phòng sách đi về phía phòng ngủ đẩy cửa bước vào buổi tối cùng tôi đi tham dự một bữa tiệc thương nghiệp không đi trôi phòng ngủ người phụ nữ lặng lẽ ngồi trước cửa sổ nhìn vào cái cửa sổ đã được lắp đặt lớp đề phòng xuyên qua cửa kính nhìn lên trời nghe thấy giọng nói của người đàn ông không quay đầu lại mà nói không thể thuận theo em được giọng nói trầm tính của người đàn ông lãnh đạm nói, người phụ nữ quay lưng lại với anh, đôi môi hé lên một nụ cười chế giễu. nếu đã không thể thuận theo tôi, thì chủ tịch trầm hà tất phải uổng công thông báo cho tôi, giống như anh, sau ngày hôm đó, đem cô giam cầm trong cái trang viên này, không ra ngoài được, giống như con chim hoàng yến bị nhốt. Mỗi một cánh cửa sổ trong trang viên, đều trong ngày thứ hai, được lắp đặt một lớp đề phòng, đề phòng, đề phòng ai, chương 170, cơ thể trong ba năm được khắc ghi cái thấp hèn, 30 phút sau, sẽ có người đến giúp em thiết kế tạo hình. Nói xong, lên lặng lẽ đóng cánh cửa lại, nhìn về phía cánh cửa đã được đóng lại, giảng đồng nắm chặt tay lại thành nắm đấm, tại sao lại đi đến bước đường như ngày hôm nay? Tại sao sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh lại vẫn có thể bình tĩnh như thế? Tại sao phải đem cô giam cầm trong cái trang viên lộng lẫy này? Mà bây giờ, tô mộng đã trở thành con đường duy nhất để cô có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Cô ngấn người ra ngồi trước cửa sổ, có thể nhìn thấy hơn một nửa trong trang viên, hai cánh cổng sắt được mở ra, để cho một chiếc xe đi vào. Cửa số đẩy ra một khe hở nhỏ, tiếng động cơ của chiếc xe, còn có tiếng phanh xe, tiếng tắt lửa, sau đó, là ba chữ đi theo tôi của quản gia hạ cứng nhắc, giảng đồng ngôi trước ô cửa sổ, nghe thấy những âm thanh này, trong đầu giống như hiện ra gương mặt không biểu cảm gì của quản gia hạ. Cô đột nhiên quay người, bật dậy chạy ra khỏi phòng ngủ, ngón tay chạm lên trên cánh cửa, cùng cục, một tiếng nhẹ, kéo cánh cửa ra rồi chạy ra ngoài. Một quãng đường, trong ghi nhớ, phòng sách của người đó, cô chạy một mạch về phía phòng sách, chạy vội đến nỗi thở hổn hển. Bịch, cánh cửa bị đập mạnh vào tường, trầm tu cẩn, tôi không đi. Trong phòng sách, mây mù bao phủ, người đàn ông vốn dĩ ngồi trong phòng sách, hút từng điếu thuốc, vào lúc cánh cửa bị bật ra, một tiếng vang to, điếu thuốc được kẹp vào giữa ngón tay, bỗng bị siêu vẹo, nhưng rất nhanh, lại hồi phục lại vẻ lạnh nhạt như thường ngày con mắt sâu đen đặt lên trên người phụ nữ đứng ở cửa nhìn thấy cô thở hổn hến em chạy đến đây à anh nhẹ nhàng hỏi tôi không đi cô ngang ngược nhìn chằm chằm vào anh không trả lời câu hỏi ngược lại lại biểu đạt ra ý muốn của mình tôi hỏi em em từ phòng ngủ chạy tới đây sao đôi mắt giống như chim ưng nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang đứng ở cửa trong ánh mắt có chút nghiêm khắc giảng đồng căn bản không quan tâm có chạy đến hay không hay là làm thế nào để đến có liên quan gì sao quan trọng sao? việc quan trọng bây giờ là, tôi nói, tôi không muốn đi. tôi hỏi em một lần cuối, em từ phòng ngủ chạy đến đây à? đôi mắt của anh bỗng trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. mây mù bao phủ, đôi mắt lạnh lùng này thoát ẩn thoát hiện trong đám mây mù, hiện lên vẻ giận dữ. người phụ nữ đứng ở cửa, cắn chặt môi lại, khí thế ép người được toát ra từ trên cơ thể của người đàn ông ngồi ở phía sau bàn làm việc, thẳng thắn khiến cho cô nghẹt thở. nhưng vẫn vô cùng ngang ngược, căng chặt môi lại, im lặng không chịu thua đứng ở trước, cánh cửa của phòng sách, đáp lại giống như không thừa nhận thất bại, cũng nhìn chăm chăm vào đôi mắt của anh, trái tim đập thình thịch thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, tự ép bản thân đến nỗi khóe mắt đỏ ửng cả lên, nhất định ngang ngược kiềm chế không mở miệng, trừng mắt lên nhìn về phía anh, hai người mắt to nhìn mắt bé, đột nhiên, người đàn ông đứng dậy, dáng người cao to, sải bước đi về phía cánh cửa, theo phản xạ, giảng đồng lùi lại phía sau vài bước, người đàn ông đó vẫn giống như lúc trước, không, còn cẩu thả hơn cả trước kia sau khi lùi lại phía sau, giống như đã ý thức được gì đó, cô mong muốn gõ vào cái đầu của mình, tại sao phải kích động như vậy, tại sao phải đến khiêu khích anh, quay người, muốn chạy đi. Một cánh tay, ấn chặt xuống vai của cô từ phía sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm tĩnh vốn có của người đàn ông, muốn chạy đi đâu, cô lặng lẽ hất đầu sang một bên, ý đó không nói cũng hiểu. Người đàn ông bỗng mỉm cười, bỗng nhiên cánh tay cử động, liền ôm người phụ nữ lên, sải bước đi về phía phòng ngủ. Ở cửa phòng ngủ, không ngoài dự đoán, quản gia hạ đã đem theo một đoàn người, đứng chờ ở cửa, đang định đẩy cửa bước vào. Cậu, chủ, người mà quản gia hạ nhìn thấy đầu tiên là trầm tu cẩn, vẫn giống như trước kia, ánh mắt hung ác, ngay lập tức đặt vào trong lòng của trầm tu cẩn, con mắt động dậy, đôi mắt bỗng sáng lên, Ừm, trầm tu cẩn lãnh đạm đáp lại một tiếng, rồi đi vào trong phòng ngủ không có mệnh lệnh của anh sẽ không có ai dưới tình huống như thế này mà ngu ngốc đến nỗi xông vào trong phòng đương nhiên cũng sẽ không có ai ung dung tự đại mà quay người rời đi một đám người đứng đợi ở trước cửa cánh cửa mở ra ai nấy cũng đều không dám mở to mắt nhìn trộm làm cái nghề này người nào cũng đều rất thông minh lanh lợi người nào có thể chọc tức người nào không thể chọc tức chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm trong lòng đều rõ từng tí một trầm tu cẩn vứt người lên trên giường không đợi cho giảng đồng ngồi dậy chiếc đệm vừa trũng xuống cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó ngồi lên trên đệm lấy một cánh tay giơ chân trái của cô lên sắc mặt bỗng chốc trắng bệch lại đôi mắt nhìn về phía cánh cửa nhiều người như vậy anh có lẽ không muốn nghĩ đến khả năng này trên mặt giảng đông chuyển sang màu tái mét thò chân ra đạp lúc này cái lực cầm chặt vào chân của cô đột nhiên thêm nặng hơn người đàn ông đó quay đầu lại liếc nhìn cô ánh mắt hiện lên vẻ cảnh cáo rõ rệt trong lòng giảng đồng run rẩy cứng rắn cắn chặt răng lại để kiềm chế cái chân muốn thò ra để đạp anh ngón tay thon dài của trầm tu cẩn cầm chặt lấy đôi chân đang vùng vẫy của cô chậm rãi giơ chân của cô lên động tác này giảng đồng ra sức căng chặt môi lại khuôn mặt hoàn toàn mất màu trầm tu cẩn anh muốn làm nhục thì cứ làm nhục đi bên ngoài có nhiều đôi mắt như vậy giảng đồng chỉ cảm thấy lúc này mong muốn được chết đi hoặc là đem người ở trước mặt cắn nát thành những mảnh vụn, cô dứt khoát nhắm chặt mắt lại, những ánh mắt đó, những ánh mắt sỉ nhục đó, vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cô không thoát được ra ngoài, toàn thân đang run rẩy. cầu thói quen mở miệng ra để cầu xin cho da thịt không bị đau được hình thành vào ba năm ở trong tù, vào lúc này, cô theo phản xạ muốn mở miệng ra để cầu xin tha thứ, vào lúc chỉ thốt ra một tiếng cầu nhẹ nhàng, thì đột nhiên tỉnh ngộ, cuộc cường nắm chặt vào chiếc ga giường ở bên dưới, không cầu xin được. Vậy thì không cầu xin nữa toàn thân vẫn đang run lẩy bẩy, cô biết, bản thân cô bây giờ, kể cả có thể mở miệng ra cầu xin tha thứ, có thể vẫn khống chế lại được cái hèn hạ trong lòng của mình, nhưng cái cơ thể đáng chết này, nhưng cái cơ thể được khắc lên dòng chữ tầm thường hèn hạ khi ở trong tù ba năm này, cô lại sợ hãi phát hiện, cho mình đã vô cùng cố gắng để thuyết phục bản thân rằng ngẩng đầu lên, không cần phải sợ hãi, vương lòng ngực ra, chẳng có gì to tác cả. Cho dù đã vô số lần thuyết phục bản thân, cái cơ thể bị mài giữa ba năm ở trong tù đáng chết này đã ghi nhớ từng cầu xin như thế nào thấp hèn như thế nào hèn hạ như thế nào mới có thể cứu được một cơ thể yên ổn tạm thời nhưng cô lại không có cách nào để khống chế nó giống như khống chế tâm lý của bản thân cứ giống như một người máy dọn rác khi chạm vào vật trở ngại thì sẽ khởi động máy cô không thể khống chế được cái cơ thể đã hèn hạ này việc duy nhất có thể làm chính là cắn chặt đôi môi cản chặt đôi môi lại thì sẽ có thể giữ được lời cầu xin ở trong miệng. Cô nhắm chặt mắt lại, để mặc cho người đó dưới ánh mắt của nhiều người, dưới sự quan sát của rất nhiều đôi mắt ở ngoài cửa, từng chút một giơ cao chân của cô lên. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chương 171, nỗi đau từng bị quên lãng, chưa kịp chờ đến lúc bị làm nhục, bên tai liền cất lên giọng nói trầm thấp trăng dậy và của mắng của người đàn ông, lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy em chạy vội chạy vàng nữa trầm tu cẩn vừa nói vừa chặt chân của giảng đồng xuống người phụ nữ này nếu như biết quan tâm một chút đến cơ thể của bản thân thì anh hà tất phải làm như vậy đôi mắt lạnh lùng lại liếc nhìn vào chân của cô một lần nữa dép đâu dép dép gì giảng đồng nhìn theo ánh mắt của anh mới bất chợt nhớ ra cô đứng dậy quá vội vàng lúc đó quyết tâm muốn tìm đến người đàn ông này muốn kháng nghị với anh muốn biểu đạt ra nỗi tức giận đã cất giữ ở trong lòng từ lâu nhưng lại không để ý đến đôi dép để ở trong phòng cứ vội vàng chạy ra ngoài với đôi chân trần, vì vậy, anh vừa nãy là kiểm tra chân của cô, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hoang đường, người này lại tốt bụng như vậy sao? Lại có lòng quan tâm cô như vậy sao? Đột nhiên, chiếc đệm bỗng trở nên nhẹ hơn, cái bóng đen ở trước mặt đứng bật dậy, hãy làm xong cho cô ấy trong 30 phút, Trầm Tu cẩn giơ tay lên xem đồng hồ, sau khi giọng nói trầm thấp hạ mệnh lệnh, liền ung dung quay người rời đi, sắc mặt của giảng đồng bỗng thay đổi, đợi một chút cô dường như không nghĩ nhiều chia tay ra nắm lấy tay áo của anh trầm tu cẩn rũ mắt nhìn xuống tay áo rồi lại nhìn vào cái bàn tay đang cầm vào tay áo kia con mắt đen chuyển động từng chút một rồi đột nhiên dừng lại ở trên khuôn mặt của cô ánh mắt này cực kỳ sâu lắng trong lòng giảng đồng bỗng hoảng loạn còn có chuyện gì sao giọng nói trầm thấp kèm theo vẻ lịch sự trời ban tôi tôi không đi tôi không muốn đi cô vẫn cứ kiên định như vậy một cánh tay liều mạng nắm lấy tay áo của anh dường như phải mượn lực cầm vào tay áo mới có thể nói ra được quyết tâm của cô không muốn đi cho tôi một lý do không đi thì phải có lý do chỉ là không muốn đi cái này không gọi là lý do tôi sợ lạnh cô rủ mắt xuống đôi lông mi che đậy đi ánh sáng trong đôi mắt trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng ngay lập tức một bàn tay xoa lên tóc của cô giọng nói trầm thấp dịu dàng nói tôi muốn nghe lý do chính đáng lý do chính đáng tôi sợ lạnh, giảng đồng cúi đầu xuống, trên đỉnh đầu lại một lần nữa truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của người đàn ông, vỗ vỗ vào đầu của cô, chia tay kéo bàn tay của cô đang nắm vào tay áo của anh ra, rồi giơ chân bước đi, nghe tiếng bước chân, mỗi lúc một xa, quản gia hạ kính cẩn nói, cậu chủ đi cẩn thận, hiển nhiên, người đàn ông đó đã nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ, giảng đồng hoảng rồi, loạn rồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cất lên giọng nói thô khàn, tôi chỉ là không muốn đi không muốn đi lẽ nào không phải là lý do sao cô tức giận người này tại sao từ trước đến giờ cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy chứ người đàn ông không quay người lại chỉ có giọng nói trầm thấp lãnh đạm xuyên qua bên tai của giảng đồng tiểu đồng đừng có chạy trốn cứ thử đi mở lòng mình ra gần gũi với mọi người em của trước kia đã làm rất tốt anh không hề nhìn thấy người phụ nữ ở phía sau màu máu ở trên mặt đã bị rút đi một nửa ánh mắt thì hiện lên nỗi sợ hãi cảm giác bị người khác nhìn thấu, vốn không hề tươi đẹp gì, đặc biệt là những người giống như cô, sớm đã tồi tệ đến nghiêm trọng. Tự cho rằng đã che đậy rất tốt, nhưng lại bị người khác nhìn thấu tâm tư, cảm giác khó chịu đó. Trong miệng giảng đồng cây đảng, nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông rời đi, quản gia hạ liếc nhìn giảng đồng ở trong phòng, quay sang nói với thợ tạo hình một câu, cậu chủ từ trước đến giờ đều thích con gái mặc váy màu trắng, giảng đồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía quản gia hạ, ông ta cố ý, người thích mặc váy màu trắng, là Hạ Vi Minh, tôi không thích váy màu TRNG, trên khuôn mặt già cỗi của quản gia Hạ, hở ra một đường cong, những nếp nhăn giống như khảm sâu vào trong da thịt, nhìn chầm chầm vào giảng đồng, cười như không cười, giảng đồng lại từ trong nụ cười nhìn có vẻ kính cận đó, cảm nhận được cái ác ý của ông, vậy thì, cô giảng đành nhờ vả vào mọi người rồi quản gia Hạ nói một câu quan tâm, quay người, Giờ đôi chân gậy giống như que củi rời đi. Trang điểm đầu tóc đều đã làm xong giảng đồng vẫn cứ trầm lặng cô giảng cô hãy thay cái váy này đi cho đến lúc người thợ tạo hình kia đưa cho cô một cái váy liền màu trăng ông ngực ô giống như gào lên để từ chối tôi không muốn tôi không thích màu trắng cô giảng đừng kích động như vậy thực ra cô mặc màu trắng sẽ rất đẹp chắc cô giảng chưa từng thử mặc váy màu trắng rồi nhỉ thực ra mỗi một người con gái đều nên có cho mình một chiếc váy màu trắng cô cứ thử xem tôi bảo đảm cô sẽ thích tôi không thích Tôi không muốn mặc màu trắng. Cô không nghe thấy sao? Tôi không thích váy màu trắng, cô tức giận đến nỗi muốn nghẹt thở. Nếu như không có câu nói ác ý đó của quản gia hạ, thì cô cũng đã không cảm thấy chiếc váy trắng như thế nào rồi. Nhưng mà, sau khi hiểu ra dụng tâm ác ý của quản gia hạ, thì bộ váy màu trắng này ở trong mắt của cô lập tức liền trở thành thứ đồ khiến cho người khác căm ghét. Tại sao cô phải mặc bộ đồ mà hạ vi minh thích chứ? Cô giảng tính kiên nhẫn của thợ tạo hình có thể không được quá tốt mà cô vốn không hề hiểu quá khứ của giảng đồng không biết những chuyện mà giảng đồng đã trải qua lúc này chỉ cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt không xinh đẹp gì thân hình cũng chả ra làm sao cũng chẳng có cái gì khác người mà lúc này có ngang ngược thế nào cũng không chịu phối hợp với mình trong mắt của người thợ tạo hình này giảng đồng chỉ là một người phụ nữ bám lấy chủ tịch trầm rồi tự cho rằng mình bám vào càng vàng lá ngọc nên quẩy nhiều một cách vô lý mà thôi vả lại trước kia thái độ của chủ tịch trầm đối với người phụ nữ này cũng không có mấy ấm áp và tỉnh tế cô giảng thợ tạo hình chìa tay ra muốn đem bộ váy ở trong tay cưỡng ép nhét vào trong tay của giảng đồng ngay lập tức xảy ra chuyện ngoài dự đoán giảng đồng chỉ cảm thấy bộ váy này khiến cho cô thấy ghê tởm và khó chịu chìa tay ra vung tay loạn xạ bịch lạch cạch hai âm thanh nối tiếp nhau vang lên trong phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh không khí giống như ngưng tụ lại tôi giảng đồng mở miệng không phải do cô cố ý cô chỉ là không muốn mặc bộ váy này cô không sao chứ cô bước lên phía trước chì tay ra muốn kéo người thợ tạo hình mà vừa bị cô vô tình vung tay loạn xạ sau đó bị ngã xuống đất đó lên thực ra nếu nói ngã cũng không phải là ngã nghiêm trọng chỉ là người thợ tạo hình này động tác ngã không được dễ nhìn cho lắm cái cúc của bộ quần áo ở trước ngực bị tuột ra hai cái lộ ra một làng thờ tạo hình cúi đầu nhìn vào trong cổ áo của mình, sắc mặt bỗng tái mét lại. Đột nhiên, cô giảng. Cô hơi quá đáng rồi đấy, cô hét lên, rồi đứng dậy, lúc đứng dậy quá gấp gáp, xoẹt. Một tiếng lụa trách vang lên. Mọi người đều ngẩn người ra, giảng đồng cũng đơ ra, thợ tạo hình đó hốt khoảng ba giây, nhưng bồng chốc liền thức tỉnh, Chì tay ra nhanh chóng bó cái áo khoác vào, sắc mặt khó chịu nhìn chầm chầm vào giảng đồng. Tôi, tôi xin lỗi. Nếu như lời xin lỗi có tác dụng, thì còn cần cảnh sát làm gì, người thợ tạo hình đó giận dữ hét vào giảng đồng, cô tưởng cô là cái thái gì, cô cũng chỉ là một trong những người phụ nữ để chủ tịch trầm chơi đùa mà thôi. Ba năm nay, những người phụ nữ được chủ tịch trầm đưa đến cho tôi tạo hình, không có mười cũng phải có tám. Màu trắng Màu trắng thì làm sao, tôi nói thật cho cô biết, người phụ nữ mà chủ tịch trầm đưa đến, mười người thì có tám người đều mặc váy màu trắng, cô nghĩ rằng cô là ai? Mà có thể làm ngoại lệ. Trong lòng chủ tịch trầm chỉ có một mình cô chủ hạ, những người phụ nữ khác đều là thế thân của cô hạ, chắc cô cũng biết nhỉ, oan, cô giống như bị sét đánh, cứ thấy vù vù ở bên tai bàn tay chỉ về phía người thợ tạo hình đang run rẩy trên không trung, chậm rãi, bàn tay vốn chỉ về phía thợ tạo hình, lại chìa sang phía bộ váy màu trắng ở bên cạnh, có một nỗi đau, mịt mù kéo đến, không phải bạn khóc, nhưng khóe mắt lại vẫn cay cay, nhưng nếu bạn thực sự muốn khóc, lại không thể khóc được ra, trong miệng bỗng thấy cay đắng. Có một nỗi đau, bạn tưởng rằng đã chữa khỏi, kể cả vẫn chưa chữa khỏi, nhưng dưới sự chữa trị hết lần này đến lần khác của thuốc kháng sinh, cũng đã sản sinh ra khả năng miễn dịch, nhưng điều cuối cùng được chứng minh là bạn chỉ có khả năng miễn dịch đối với thuốc kháng sinh, chứ không phải đối với nỗi đau khắc cốt ghi tâm này. Chương 172, Hà Tất phải để cô nhớ lại, à, nhớ ra rồi, làm sao có thế không đau cơ chứ? Ví dụ không đau, thì tại sao lại phải vướng vào nửa cuộc đời của mình? ví dụ không đau, thì có kẻ ngốc nào lại đem nửa cuộc đời của mình đi cá cược một trận thắng bại chứ? Mà giải thưởng chỉ là, cuối cùng anh có chịu quay lại nhìn mình hay không? Dùng thời gian 3 năm, cưỡng ép bản thân học cái thờ ơ và tuyệt tình của người đó, cưỡng ép bản thân chấp nhận sự thật, nhớ ra rồi, đều nhớ ra rồi, thật là tàn nhẫn, ngay cả cơ hội để cho bản thân rụt cổ, cũng phải thu hồi lại sao? Lưu mạng thuyết phục bản thân, không quan tâm nữa, không yêu nữa, từ đấy có thể chạy thoát khỏi cái vòng tròn này rồi cuối cùng cũng tưởng rằng không quan tâm nữa không yêu nữa nhưng lại vẫn chưa thể thoát khỏi cái vòng tròn này thì ra vẫn là để ý thì ra chỗ đó vẫn đau thì ra cảm giác đem lòng yêu một người lại khắc cốt ghi tâm khắc sâu vào trong lòng như vậy cô ngửa đầu nhìn lên chân nhà lúc này hy vọng đến như thế nào được giống như trong tiểu thuyết bị xe đâm mất trí nhớ từ đó quên hết tất cả nếu như thực sự có thể được như vậy, thì tốt biết bao. Dưới những con mắt của đám người ở trong phòng, người phụ nữ đó dường như có chút khác lạ, nhìn tâm trạng có vẻ như vô cùng trầm trọng. Thờ tạo hình vừa muốn mở miệng để nói tiếp những lời chế giễu, thực sự cho rằng người phụ nữ đó chậm rãi cầm bộ quần áo lên, tiếng mệnh lệnh thô khang, thờ ơ mà không do dự cất lên, đi ra ngoài. Trong lòng thợ tạo hình cảm giác như bị sỉ nhục, cô giảng, cô đem cô ra làm chủ nhân của ngôi nhà này rồi sao? cô có tư cách gì để hạ lệnh cho chúng tôi, đi ra ngoài. Mọi người tưởng rằng người phụ nữ này sẽ khó chịu, sẽ giống như trước kia, bị thợ tạo hình sỉ nhục đến mức sắc mặt trắng bệt, nhưng lại không ngờ rằng, người phụ nữ đó lại cầm cái kéo ở trên bàn lên, xoẹt, cô làm cái gì thế, thợ tạo hình vội vàng hét lên, không có ai phát hiện ra, tay của người phụ nữ đó đang run rẩy, càng không có ai phát hiện ra. Người phụ nữ đó đang cố gắng kiềm chế lại cái cơ thể đang run rẩy không chịu sự khống chế này đôi mắt tự cười nhạo của giảng đồng, liếc nhìn vào đôi tay đang cầm cái kéo và bộ váy, ánh mắt tự chế nhạo, sao cô lại không biết, bất luận cô đưa ra quyết định gì, bất luận sự đau khổ ở trong lòng cô, thì cơ thể này cũng chỉ học được cái sợ hãi, trong ba năm đó mãi mãi không bao giờ quên được, bất luận sống lưng của giảng đồng cô có thẳng như thế nào, nhưng cái cơ thể này, lại ở trong ba năm đó, khắc lên cái dấu ấn hèn hạ, gặp phải chuyện sợ hãi. Thì sẽ theo phản xạ mà sản sinh ra sợ sệt, sau đó là run rẩy vì sợ hãi hít một hơi sâu giọng nói thô khàn của cô cất lên đi ra ngoài nếu như các người vẫn muốn làm công cái công việc này gối bảy ngoài ra hãy chuyển lời cho quản gia hạ đừng bao giờ tái diễn cái trò đùa cỏn con như vậy nữa tôi không biết cô đang nói cái gì thợ tạo hình sạc mặt trăng bệt, tự mình biện minh trầm tu cẩn anh ấy không hề thích màu trắng mà là màu hồng giọng nói thô khàn của giảng đồng lãnh đạm cất lên hả lời của giảng đồng nói ra một cách kỳ lạ thợ tạo hình lúc đầu nghe không hiểu nhưng ba giây sau đột nhiên liền hiểu cũng có lẽ là không hợp đạo lý cũng có lẽ là người phụ nữ này lúc này vốn không phải loại người dễ bắt nạt như mình nghĩ trái hồng mềm dễ bóp hoặc là có trái hồng trong tay của người phụ nữ này trên khuôn mặt tĩnh tế của thợ tạo hình ngay lập tức trở nên tái mét lại không dám nhiều lời chúng ta đi một hồi lâu sau thợ tạo hình hạ thấp giọng nói giảng đồng quay người từ trong tủ quân áo chọn ra một bộ màu đen khoác thêm chiếc áo khoác đeo thêm đôi giày cao gót quay người bước ra khỏi phòng ngủ cộc 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 một bước hai bước ba bước một bước hà tất phải thức tỉnh hà tất phải khiến cho cô ngây ngô dại dột từ đó mà không quan tâm nữa không yêu nữa hai bước rốt cuộc là yêu hay là hận hoặc là yêu và hận ba bước từ đó về sau là trốn chạy hay à ở lại nên lựa chọn như thế nào bảo cô phải lựa chọn như thế nào vẫn là đang quan tâm đối với cô mà nói ở sâu trong lòng lại khó mà chấp nhận cái quan tâm này thì ra không phải là không yêu chỉ là yêu đến mức quá khó quá đau sau đó thà rằng mỗi ngày ôi dây mỗi phút đều cứ thôi miên bản thân sau này sẽ không quan tâm nữa tại sao hôm nay lại gặp phải một thợ tạo hình đáng chết như vậy tại sao người thợ tạo hình đáng chết này phải nhiều lời nói với cô những lời như thế tại sao cảm giác đau lòng khắc cốt ghi tâm ấy lại khó để quên như vậy Trầm tu cẩn, tôi phải, đối diện với anh như thế nào, đang quan tâm, nhưng lại không thể chấp nhận được cái gọi là quan tâm của bản thân, hận, hận anh, nhưng lại càng hận bản thân hơn. Sự cố chấp hèn hạ đi yêu một người như vậy, đối với cô mà nói, chỉ cảm thấy vô cùng thấp hèn, việc đáng sợ là, cô lại không có cách nào để từ chối cái hèn hạ này, giảng đồng, chỉ bằng cô đi chết đi. Cô nhắm mắt lại, cuối cùng, cũng đứng trước cầu thang, chương 173, những tên lưu manh kia xuất hiện rồi, chân trái chìa ra, lơ lửng trên nửa chừng cầu thang, quản gia hạ đứng ở dưới tân, nhìn chầm chăm vào người phụ nữ đang đứng trên tầng 2. Tuy rằng nhất thời ngạc nhiên trên người cô tại sao lại không mặc bộ váy màu trắng, nhưng chuyện này thì có gì to tác đâu, chỉ cần người phụ nữ cảm thấy không tốt là được. Bây giờ, trong lòng người phụ nữ này chắc chắn đang rất khó chịu nhỉ, tư thái này của cô là muốn nhảy xuống dưới sao, nhảy đi nhảy đi nhảy đi, người nên chết, thì hãy chết sớm đi. Ngươi nên chết, vào ba năm trước, nếu như mọi thứ vi minh phải chịu đựng, đều là những thứ mà người phụ nữ này phải chịu, vậy thì vi minh sẽ không phải chết rồi. Đôi mắt của quản gia hạ hiện lên vẻ hung ác, cuốn chặt vào giảng đồng đang đứng trên cầu thang tầng 2, nhảy xuống đi. Mau nhảy đi, giảng đồng đem cái hung dữ ở trong đôi mắt của quản gia hạ đứng ở tầng dưới nhìn lọt vào trong mắt, đôi môi được thở trang điểm dùng màu đỏ để tô đi tô lại kia, nhẹ nhàng mỉm cười, chân trái, vững vàng dẫm xuống bậc cầu thang, ở trong mắt của quản gia hạ, nhìn thấy rõ ràng được vẻ vô cùng thất vọng. Quản gia hạ, tôi không hề có ý nghĩ muốn nhảy xuống, ông rất thất vọng phải không? Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn. Người già ở dưới tầng, vào lúc còn nhỏ, cũng đã từng yêu thương xoa đầu của cô, chăm sóc cô và hạ vi minh chơi ở trong vườn. Từng bước, từng bước, vững vàng dẫm xuống từng bậc cầu thang, bộ váy màu đen của cô càng làm nổi bật lên sự gầy gò của cô. Ánh mắt vượt qua bên cạnh của quản gia hạ, không thèm đưa mắt nhìn người già này nhiều lần, giống với bộ dạng ba năm trước của cô từng nói, không, bây giờ phải là bốn năm trước, cái oán hận của ông, tôi không có cách nào để chấp nhận nó, bốn năm trước là như vậy, hôm nay vẫn là như vậy. Trầm tu cẩn từ ngõ rễ đi ra, nhìn thấy giảng đồng, liên cho mày lại, môi đỏ quá, chìa tay xoa nhẹ lên đôi môi của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi lớp son đỏ, như này là được trôi, đẹp như vậy, anh nhìn thấy là được rồi, tiền lợi cho đàn sói ở trong bữa tiệc ư, lại cho mày vào, hồng dày quá, nói xong liền có mặt lại, gọi người thợ trang điểm đến, làm việc kiểu gì thế? Tô đỏ như thế này sao? Thợ trang điểm sớm đã xảy ra xung đột với giảng đồng vào lúc ở trong phòng ngủ, cô ta nhận tiền của quản gia hạ, lớp trang điểm này, đương nhiên sẽ có gì đó khác thường. Lúc này, liền ngồi xổm xuống giống như con chim cút, toàn thân rung lấy bẫy, chủ, chủ tịch trầm, tôi tôi sẽ trang điểm lại cho cô giảng bà xã bà chủ trầm hả cô ấy là vợ sắp cưới của tôi ánh mắt lạnh lùng của trầm tu cẩn liếc nhìn về phía thợ trang điểm cô nói xem cô nên xưng hô như thế nào với vợ sắp cưới của tôi đây ngay lập tứ xê sắc mặt của thợ trang điểm bỗng trở nên trắng bệch trên trán lập tức toát ra những giọt mồ hôi lớp trang điểm tinh tế hơi hơi bị trôi đi đằng sau đám người còn có một người đột nhiên ngẩng đầu lên ngay người ra nhìn về phía đôi nam nữ đang đứng cách đó không xa ngay lập tức liền cúi thấp đầu xuống sự căm hận và bi thương trong đôi mắt không thể nói được nên lời trước khi ra khỏi cửa trầm tu cẩn quay người lại nói với quản gia hạ quản gia hạ chuyện lúc trước tôi đề cập đến với chú ở trong phòng sách đang nói đôi vai của quản gia hạ bỗng rung lên người phải tìm kiếm tôi đã lựa chọn được rồi nhưng suy cho cùng chú cũng là người già của nhà họ trầm chúng tôi chỗ ông nội không đồng ý cho chú rời đi như vậy quản gia của nhà họ trầm là phải làm cả một đời cho đến tuổi nghỉ hưu như vậy quản gia hạ mới được coi là vinh dự tuổi già ông nội nói phải chí ít cũng nên nhớ lại tình cũ đợi nửa năm nữa dựa theo quy tắc tuổi già quản gia hạ cũng sẽ đến tuổi nghỉ hưu với tư cách là một quản gia cứ nghỉ hưu như bình thường sau đó làm theo quy tắc của nhà họ trầm chúng tôi quản gia hạ cũng coi như được vinh dự phần nào rồi nói xong liên chuyển chủ đề, bộ mặt của ông nội, tôi sẽ tự biết giữ. Tình nghĩa chủ tớ mấy chục năm với quản gia hạ, tôi đương nhiên cũng vô cùng trân trọng, tôi đã niệm tình cũ rồi, thì trong lòng quản gia hạ cũng phải có tính toán mới phải, đôi mắt của quản gia hạ bỗng động đậy, người đàn ông ở trước mặt là đang muốn cảnh cáo ông, giữ ông lại đến lúc nghỉ hưu, cũng được coi là niệm tình cũ rồi, nhưng ông cũng phải biết chừng mực, rõ ràng là đang cảnh cáo ông đừng có nhầm vào giảng đồng. Trong lòng vô cùng căm hận, nhưng quản gia hạ lại một chút cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài ông rất rõ lúc này chỉ cần có một chút biểu cảm hoặc hành động nào đó thì sẽ làm lộ ra sự căm hận ở trong lòng vậy thì không cần quan tâm đến ông cụ có ý kiến gì hôm nay người cầm lái trẻ tuổi của nhà họ trầm này có thể thay ông đi ngay lập tức ý của cậu chủ tôi đã hiểu rồi quản gia hạ nói nhẹ nhàng cho dù quá khứ có xảy ra chuyện gì thì quá khứ cũng đã là quá khứ rồi trầm tu cẩn gật gật đầu quay người, dẫn theo giảng đồng ngồi lên xe. Chuyện của năm đó, có bút tích của ông nội, ông nội muốn dùng những chứng cứ không có một tí kẻ hở nào như thế để chứng minh cho anh, năm đó anh không hề làm sai, giảng đồng chính là tội phạm. Nhưng chuyện mà ông nội không biết, là dưới tình ông cháu bao nhiêu năm như vậy, anh hiểu được tính khí của ông nội, cái, chứng cứ, không có một khe hở nào không thể chứng minh cho anh rằng giảng đồng có tội, mà lại khiến cho anh nhìn ra bút tích của ông nội. Nếu giảng đồng thực sự có tội, thì ông nội hà tất phải phí công để sáng tạo ra cái chứng cứ đó nếu như năm đó là anh đã sai thì anh sẽ dùng cả đời còn lại để bồi thường cho cô nhưng những căm hận và oán giận của quản gia hạ giảng đồng không cần phải chấp nhận nó nữa mà hôm nay thờ tạo hình tuyệt đối sẽ không để mất đi trình độ trang điểm đậm như thế này cho giảng đồng cái trò đùa cỏn con, con này ngoài quản gia hạ ra thì trầm tu cẩn không nghĩ đến người thứ hai nếu như cô vô tội thì càng không nên chịu đựng những căm hận và tổn thương đến từ quản gia hạ. Cũng giống như, những chuyện lưu manh mà anh đã từng làm, đèn đóm sáng trưng, chiếc xe dừng ở cửa, trầm nhất và trầm nhị ngồi ở phía trước, trầm nhị nhanh chóng xuống xe, kéo cửa xe cho trầm tu cẩn ngồi ở phía sau, vào lúc vòng đến bên giảng đồng để kéo cửa xe ra cho cô, trên cánh tay liền bị một bàn tay đắp lên, để tôi, trầm nhị đơ người ra, đứng gọn sang một bên. Trầm tu cẩn vòng đến bên kia chiếc xe, Kéo cửa xe ra, chìa tay ra hướng về phía cô đang ngồi trong xe, cả một quãng đường, trong đầu giảng đồng đều rất hỗn loạn, ngược lại thà rằng sống mất cảm giác. Còn hơn phải nhận thức được nỗi đau đang để ý đến, bàn tay này đưa ra trước mặt của cô, cô nhìn rồi lại nhìn, đẩy ra, rồi tự bước xuống xe. Bàn tay đó lại chì đến, nắm chặt vào, giọng nói trầm tĩnh vang lên bên tai, giảng đồng bỗng dừng lại, theo bản năng thì thấy vô cùng ác cảm. Nhưng vẫn nén lại cảm giác ác cảm ở trong lòng, hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, chì tay ra, nắm chặt lấy giống như ý muốn của anh, bàn tay từng muốn nắm chặt lấy tay của anh, vứt hết thể diện để theo đuổi anh hết năm này qua năm khác của cô, luôn bị anh không nể nang gì mà đẩy ra, nhưng cô vẫn cật nhã đuổi theo để nắm chặt vào bàn tay đang buông xuống sát người của anh, lúc đó à, tuy rằng bị đẩy ra hết lần này đến lần khác, tuy anh không cam tâm tình nguyện để cô nắm chặt lấy tay của mình, nhưng lúc đó cô cảm thấy khoảng cách của hai người vô cùng gần gũi ngày hôm nay hai bàn tay nắm lấy nhau này chỉ còn sót lại nỗi đau khắc cốt ghi tâm chỗ hai bàn tay đang vào nhau nóng bỏng đến nỗi khiến cho cô muốn hất ra trước mắt cứ luôn hiện lên cảnh theo đuổi tình yêu của thời thanh xuân năm đó nhưng cũng cứ hiện lên cảnh bị giam cầm trong tù ba năm bàn tay này đã trở thành khoai lang nóng bỏng tay muốn hất ra trang viên nhà họ trầm ren 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 tiếng chuông điện thoại vội vã reo lên trong bầu không khí yên tĩnh mang theo sự chấn động, một bàn tay già cỗi cầm lên xem, ngay lập tức vội vàng ấn vào nút nghe, Lục Minh Sơ. Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi sao? Cậu chịu giúp tôi rồi à? Lục Minh Sơ, tôi đã nói với cậu từ sớm rồi, chuyện này có lợi cho cậu. Cậu cứ không nghĩ đến chuyện của mẹ cậu, im miệng, đầu dây bên kia, tiếng nhắc lời lạnh lùng, đôi mắt của Lục Minh Sơ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, lão hạ, ông dám nói thêm một chữ nữa? tôi bảo đảm ông sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai đâu ông có tin không lục minh sơ cậu cũng đừng có uy hiếp tôi mục đích của chúng ta đều giống nhau quản gia hà sớm đã vì câu nói cô ấy là vợ sắp cưới của tôi của trâm tu cẩn mà kích động đến nỗi mất hết lý trí ha ha nhưng tôi chưa hề nói sẽ giúp ông lục minh sơ cười nhạt một tiếng đem một người phụ nữ không thù không oán gì hãm hại đến thê thảm như vậy anh đương nhiên sẽ không có lương tâm để đi sám hối nhưng anh tuyệt đối sẽ không lôi người phụ nữ ấy xuống 18 tầng địa ngục thêm một lần nào nữa, rồi sau đó biến thành tro tàn, đến cả tro bụi cũng không sót lại. Ông nghe cho rõ đây, mấy tên đó xuất hiện ở thành phố S rồi, quản gia Hà trận trừng mắt lên, con ngươi màu xám bỗng co lại, cậu nói cái gì? Mấy tên lưu manh năm đó, người của tôi, đã nhìn thấy trong một con ngõ nhỏ ở đường kiến thiết, trời tối, nên không nhìn rõ, người của tôi cũng không thể khẳng định. Nói cho tôi biết, vừa nãy tôi đã soi camera ở gần đó, lão hạ. Đừng trách tôi không nhắc nhở ông, nếu như để cho chủ của ông tìm ra người trước, thì chân tướng của năm đó sẽ được phơi bày trong phút chốc, ông cứ nghĩ đến hậu quả đi, người sợ chân tướng bị công khai không chỉ có mỗi tôi, lục minh sơ cậu cũng, ha ha, tôi như nào cũng được. Đồ cũ thì sẽ không được phép xảy ra ở bên trong, cậu không thể không quan tâm, năm đó, lạch cạch, quản gia hạ trận to mắt, không dám tin nhìn vào chiếc điện thoại đã bị cúp máy, sao Lục Minh Sơ có thể như vậy được chứ? Đột nhiên, quản gia Hà tức giận đập một cái vào chiếc bình hoa cảnh Thái Lam, Lục Minh Sơ. Năm đó nếu không phải cậu chỉa tay vào, thì sao con gái tôi phải đi đến bước đường như ngày hôm nay chức Lục Minh Sơ bây giờ lại muốn đẩy hết mọi chuyện ra, không có cửa, còn nữa, nếu như mấy tên đó, thực sự xuất hiện lại ở thành phố, vậy, vậy cậu chủ tìm thấy người, cũng là chuyện sớm muộn. Nếu như, nếu như một khi chân tướng của năm đó bị bại lộ từng chút một vậy vi minh vi minh phải như thế nào năm chặt chiếc điện thoại trong tay tức giận đến mức trung rẩy quản gia hạ hít một hơi sâu rồi gọi điện thoại lại cho ông cụ hoảng loạn đem mọi chuyện kể hết ra đầu dây bên kia ông cụ vẻ mặt do dự nói người tôi sẽ tìm nhưng tôi muốn anh giúp tôi làm một việc này nữa ông cứ dặn dò đi trong điện thoại sau khi ông cụ dặn dò vài câu ngắn gọn với quản gia hạ giọng nói già cỗi ẩn giấu tư thế hào hùng xì xì giống như sắt bị gỉ nghe rõ chưa bên này quản gia hạ đột nhiên nắm chặt tay lại thành nằm đấm ông cứ yên tâm tôi nhất định sẽ hoàn thành chuyện ông dặn dò đây cũng là vì tốt cho vi minh còn về kẻ hèn hạ đó cũng không phải là vô tội năm đó nếu như cô có thể thì vi minh sẽ không chết rồi nghĩ như vậy điện thoại cúp máy rồi Đôi mắt già cỗi của quản gia Hà hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, sự sắp xếp của ông cụ, phối hợp với âm mưu của ông, thì không còn gì tuyệt vời hơn được nữa, như vậy, nhà họ Trầm sẽ không phải nội đấu nữa. Mọi thứ đều sẽ trở về như lúc trước, trong bữa tiệc đó là, sao cô ta lại đi cùng với chủ tịch Trầm, cô ta? Ai chứ, người này mà cô cũng không biết sao? À, vậy cũng chả trách, bộ dạng này của cô ta, nếu như không phải người cùng kỳ với cô ta năm đó, dường như đều không nhận ra. Trầm tu cẩn dẫn theo giảng đồng tiến vào trong bữa tiệc, ngay lập tức, bầu không khí bỗng trở nên im lặng, nhưng không lâu sau, lại vang lên những tiếng bàn tán nhỏ nhẹ. Bách dục hàng và hy thần quay ra nhìn, rồi đi tới. Cô giảng, lâu ngày không gặp, mà đã gầy đi rồi sao, bách dục hàng vẫn là có ý kiến với giảng đồng, anh cũng đã từng cố gắng. Muốn để cho trầm tu cẩn không dây dưa nhiều đến giảng đồng, nhưng, người họ trầm trước giờ ngạo mạn, quyết định đã đưa ra, thì khó mà thay đổi. Anh vừa nghĩ đến giảng đồng, liền rất lo lắng, đương nhiên, vào lúc không nghĩ đến, thì quyết sẽ không nghĩ. Nhưng nhìn thấy giảng đồng, thái độ lại hiện ra một chút sự khiêu khích. Hy thần đối với giảng đồng, lại không hề có ác cảm giống như bách dục hàng. Giảng đồng, cô trước kia không hề gầy đến như vậy, sao thế? Tên trầm tu cẩn này không cho cô ăn cơm hả? Hy thần cười đùa, bách dục hàng hớt môi lên, tự mình uống rượu. Giảng đồng lãnh đạm nhìn bách dục hàng, tiếng bàn tán ồn ào ở xung quanh một giọng nói bỗng chen vào cô chủ giảng đừng có mất công đến giọng nói vô cùng quen tai đôi mắt liên động đậy vừa quay đầu cậu chủ ken chào anh ken vẫn là ken đó một người đàn ông giống như yêu tĩnh có gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ nhưng không hề có cái đẹp dịu dàng mà chỉ thuộc riêng về phụ nữ ken đứng nhìn người phụ nữ đó từ xa được một người đàn ông khác cầm tay tiến vào trong buổi tiệc giây phút đó trong lòng bỗng cảm thấy hơi hơi đau xót không kịp phân biệt cái đau xót này là nằm ở cái gì, chỉ cảm thấy, hai bàn tay đang đang vào nhau kia, cực kỳ chướng mắt, liền không do dự mà bước đến, giảng đồng vốn không muốn ngẩn người ra, chỉ nói một câu, tôi cần đi phòng vệ sinh một chút, Ken nhìn về người phụ nữ ở trước mặt, giống như đã gầy đi, cơ thể giống như phải gánh vác thứ gì đó nặng nề, giống như, khiến anh có dục vọng muốn chinh phụ. C rõ ràng là người phụ nữ sớm đã từng chinh phụ, C sự không cam tâm và khó hiểu, tràn vào trong lòng giảng đồng nói xong, bỏ tay ra, chuẩn bị rời đi, đột nhiên, lòng bàn tay bỗng siết chặt lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, nhìn vào đôi mắt sâu đen của trầm tu cẩn, tôi muốn đi phòng vệ sinh, cô cho mày nói, ừm, đi đi rồi quay lại, anh nói xong, chìa tay ra hướng về phía cô, theo bản năng, giảng đồng lùi về phía sau, đừng động đậy, giọng nói trầm thấp bao hàm cả mệnh lệnh, một bàn tay thon dài, nhẹ nhàng vén tóc mai bị rơi ra của cô cho ra đằng sau tai, từ trong cổ họng, cất lên một giọng nói ấm áp đầu tóc lộn xộn rồi mọi biến cố đều xảy ra vào giây phút trầm tu cẩn vén tóc mai ra đăng sau tai cho cô con mắt của ken động đậy hiện lên vẻ tức giận mãnh liệt anh ta đã cho cô bao nhiêu tiền giúp cô vén tóc mai lên chỉnh đốn lại mái tóc chẳng phải trước giờ chỉ là quyên lợi của anh thôi sao đôi chân của giảng đồng bỗng run rẩy hơi thở ngay lập tức hỗn loạn cùng lúc này còn có người nhanh hơn cô không do dự gì đến chặng đường của ken bề trên của anh chưa dạy anh, trước khi ra khỏi cửa thì phải đánh răng sao, con mắt lạnh lùng, ngay lập tức giống như đóng băng, đôi mắt chim ưng, hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, nhìn chầm chầm vào Ken, vậy anh phải hỏi bề trên của tôi, chứ không phải hỏi tôi, Ken cũng không nhượng bộ đáp lại. Trong lòng bách dục hàng và hy thần bỗng hồi hộp, rồi lại liếc nhìn xung quanh, cái khác thường ở đây, đã thu hút sự chú ý của mọi người ở xung quanh, chương 174, người phụ nữ hám của giảng đồng giảng đồng đương nhiên cũng nhận thức được có không ít người đang tập trung về bên này tôi đến phòng vệ sinh cô giơ chân bước đi có chút hốt hoảng sao ken lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy nhìn thấy giảng đồng muốn đi khuôn mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ bỗng thay đổi trong lòng muốn đuổi theo nhưng trước mặt anh còn có một trầm tu cẩn giống như ngọn núi lớn không thể xê dịch vướng víu chì tay muốn đẩy trầm tu cẩn ra ánh mắt của trầm tu cẩn hiện lên vẻ hung dữ ở đây vẫn chưa có ai dám gây chuyện anh có muốn thử một chút hậu quả không? Giọng nói trầm thấp, cất lên lạnh lùng, giảng đồng bước nhanh chân, đôi giày cao gót ở dưới chân kéo lấy chân sau, đợi một chút. Giảng đông. Trả lời tôi một câu hỏi, Ken gấp gáp, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được? Nếu như ngày hôm nay không gặp lại người phụ nữ này nữa, có lẽ anh cứ bỏ qua như vậy rồi. Giảng đồng dừng chân lại, quay lưng lại với Ken, dường như được khoảng nửa phút, mới chậm rãi quay đầu lại, được giọng nói thô khang, không có một chút tâm trạng nào. Cô, ngoài tiền của tôi ra, cô, có khoảnh khắc nào đã thực sự thật lòng với tôi không? Vào lúc Ken hỏi ra câu hỏi này, biểu cảm của mấy người đó đều thay đổi. Con mắt sâu đen sắc bén của trầm tu cẩn, ngay lập tức liếc nhìn về phía giảng đồng. Bách dục hàng và hy thần cũng đơ cả ra. Người đàn ông ngoại quốc có khuôn mặt đẹp như yêu tinh này, sẽ không, sẽ không có tình cảm với giảng đồng đấy chứ. Suy cho cùng cũng là anh em thân thiết bao nhiêu năm nay, Hai người dường như đều nghĩ đến chuyện này cũng một lúc, rồi lại kinh ngạc quay sang nhìn đối phương, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ giống như vậy. Mà giảng đồng, vào lúc khen hỏi câu này, trong lòng cô bỗng thấy hồi hộp, có một khoảnh khắc nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng bản thân Ken, vào giây phút hỏi ra câu hỏi này, cái hoảng sợ đầu tiên chính là bản thân anh, con mắt màu cà phê hiện lên vẻ kinh ngạc, sao anh lại có thể hỏi một câu hỏi như vậy? Nhưng khoảnh khắc đó cái thốt ra từ miệng chính là câu hỏi này kể cả bản thân anh không muốn thừa nhận đi chăng nữa vậy cũng không thể không chấp nhận sự thật có những thứ trong lòng không hề muốn thừa nhận nhưng cơ thể và trái tim của con người lại là thứ thành thật nhất những lời nói nói ra không có chút do dự hoặc là lời nói dối sớm đã từng nói đi nói lại vô số lần ở trong lòng hoặc là lời nói thực chân thật nhất không nghĩ ngờ gì anh chính là vế đằng sau ken là một người thông minh bỗng nhiên giống như đã chấp nhận mọi thứ đứng thẳng người lại, hỏi lại giảng đồng một lần nữa, mỗi một bữa ăn đêm, trừ việc để ý đến tiền ra, còn có thứ gì khác không? Lần này, anh hỏi không hề vội vã như lần trước, trên khuôn mặt tuyệt đẹp đã được bảo phủ bởi vẻ nghiêm túc, đối diện thẳng mặt với giảng đồng. Trong lòng trầm tu cẩn bỗng thấy chua xót, nhìn về phía giảng đồng, giống như đang nhìn một kỹ nữ. Bách dục hàng và hy thần lại quay sang nhìn trầm tu cẩn. Đã nhìn thấy chưa, bách dục hàng buông tay ra, tớ đã nói với cậu từ sớm rồi, cô ta không nên quay trở lại thành phố S. tâm trạng của hi thân có chút phức tạp vòng đi vòng lại cuối cùng hai người lại trở thành thù mà a cẩn lại bị động lòng hi thần nói ánh mắt hiện lên vẻ hoang đường còn có một chút lo lắng bọn họ bọn họ còn có thể ở bên nhau không tớ và cậu đều chỉ là người xem không đến kịp để sửa chữa sai lầm vậy thì phải chăm sóc cho tên ngốc trong tình yêu kia rồi đương nhiên tên ngốc trong tình yêu là muốn chỉ trầm tu cẩn hi thần không nói gì lặng lẽ thừa nhận. Mà trầm tu gẫn trong lòng vô cùng đau xót, lại vào lúc này, không hề cản trở giảng đồng. Trên thực tế, anh cũng rất muốn nghe câu trả lời của có, vẻ mặt do dự, giảng đồng chậm rãi mở miệng, tôi từ trước đến giờ chưa từng ảo tưởng và khao khát cảnh tượng tôi và cậu chủ Ken sẽ chạm mặt nhau một lần nữa, là vào lúc nào, dưới tình huống gì, rồi có gặp gỡ bất ngờ như thế nào, cậu chủ Ken, nhưng thứ này, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến nếu như cô cũng từng rung động với anh, vậy thì thiếu nữ yêu đương à, luôn khát khao và mơ tưởng đến viễn cảnh gặp lại chàng bạch mã hoàng tử một lần nữa, thậm chí là kỳ vọng, cô không có, vì thế, cũng chưa từng, Ken tuy rằng là người ngoại quốc, nhưng đối với trình độ của văn hóa Trung Quốc, cũng không hề nông cạn, nghe xong, đột nhiên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nở ra một nụ cười, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho lòng ngực của người ta cảm thấy khó chịu, con ngươi của Ken hơi hơi động đậy, nhìn lên trân nhà ở trên cao, rồi lại đặt lên trên người giảng đồng, bật cười một tiếng. Câu trả lời của cô quả thực rất khéo léo, cũng thật là tàn nhãn đấy, tôi thừa nhận, lúc đó đã ngầm đồng ý cho cậu chủ Ken xuất hiện trước cửa ký túc xá của tôi vào mỗi buổi tối, giảng đồng nói, đôi mắt âm u của Ken vừa sáng lên, nhưng ngay lập tức, lại phá vỡ sự kỳ vọng của anh, tôi ngầm đồng ý để cho cậu chủ Ken đến ký túc xá của tôi ăn đêm vào mỗi tối chỉ là vì thứ tôi toàn tâm toàn ý kỳ vọng chính là số tiền thưởng to lớn của cậu chủ Ken. Cô thật nhẫn tâm, Ken nói một câu, rồi quay người vội vàng rời đi khỏi bữa tiệc. Có một ánh mắt, đặt lên trên người cô, giảng đồng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn qua đó, trong đám người, một lục thâm cao chót vót, đang đứng trong đám người đó, có chút giống như hạt đứng giữa đàn gà, lục thâm sâu lắng nhìn giảng đồng, hơi hơi gật đầu, rồi quay người rời đi theo Ken. Giảng đồng nhìn về phía trầm tu cẩn tôi muốn đi phòng vệ sinh nhưng lúc quay người nhằm chặt mắt lại ánh mắt đó của lục thâm cô nhìn đã hiểu rồi giống như lục thâm gật đầu gửi lời chào đến cô đó là lục thâm đã hiểu được co ở cửa phòng vệ sinh cô chỉ đứng trước bồn rửa mặt rửa đi rửa lại khuôn mặt còn về lớp trang điểm trên mặt bảo nó đi gặp quỷ đi bi theo tôi cánh tay đột nhiên bị người khác cầm chặt giảng đồng quay đầu sắc mặt thay đổi lập tức kéo bàn tay của anh ra lùi về sau hai bước kéo xa khoảng cách của hai người câu chủ tiêu, đừng có mất công đến, giảng đồng, đi theo tôi, tiêu hằng vội vã lại chìa tay ra nằm chặt lấy cánh tay của cô. Trong lòng giảng đồng bỗng cảm thấy hoang đường, hôm nay là ngày gì vậy? Hồng môn yến sao? Tội phạm giết người giảng đồng đến cả hồng môn yến, cũng lọc được vào để làm loạn sao? Một người lại đến một người, chắc chắn là chưa xem hoàng lịch mà đã ra khỏi cửa, cậu chủ tiêu đừng như vậy, những cô gái trẻ ở bên ngoài có nhiều. Tôi già rồi, không chịu được dậy vò nữa đâu. Vẫn cầu xin cậu chủ Tiêu dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi. Trò chơi của cậu chủ Tiêu anh, người già như tôi không chơi nổi, đã có chuyện của Ken, bây giờ lại dây dưa với Tiêu Hãng, giảng đồng chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giảng đồng, đi theo tôi đi. Tôi sẽ đối xử tốt với em, Tiêu Hằng không do dự gì liền tiến lên bắt lấy giảng đồng, bỏ tay ra. Cậu chủ Tiêu. Bỏ tay ra, giảng đồng, giảng đồng, đừng cử động, em đừng cử động tôi biết tôi lúc trước đã rất khốn nạn tôi không quan tâm em có phải là tội phạm hay không có phải giống với những gì từ trong miệng của người khác nói hay không giảng đồng tôi tôi câm miệng giảng đồng đột nhiên hung ác ngang ngược không cho tiêu hằng nói tiếp bất luận tiêu hằng muốn nói cái gì cô đều không muốn nghe được tôi sẽ câm miệng em hãy đi theo tôi hai chúng ta tìm một thành phố nhỏ sống một cuộc sống yên bình giảng đồng tôi thật lòng đấy khóe mắt của tiêu hằng bỗng đỏ hoe giảng đồng nghiêng đầu không muốn nhìn nhắm mắt lại vào lúc mở mắt ra hiện ra vẻ kiên quyết khó mà cảm nhận được cậu chủ tiêu anh nghe cho rõ đây muốn tôi đi theo anh ha ha ở trước mặt của trầm tu cẩn thì anh được tính là thứ gì chứ nhân viên kim cương hạng nhất hạng nhì ở trên thế giới tôi còn không cần thì việc gì phải cần viên kim cương một ca như anh nếu não tôi vẫn chưa hỏng thì vẫn sẽ biết nên chọn như thế nào đôi môi đỏ của cô cử động dưới chân tiêu hằng hơi lảo đảo cúi đầu xuống nhìn người phụ nữ ở gần sát đang từ trong đôi môi đỏ thốt ra những lời nói không nể nang gì em chương một trăm bảy mươi lăm trầm tu cẩn ghen đến phát điên rồi tiêu hằng vẻ mặt kinh ngạc ngẩn ngơ một hồi lâu khuôn mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ giảng đồng tôi không tin tôi không tin em thực sự là một kỹ nữ yêu tiền như yêu tính mạng của mình nếu không thì tại sao lần trước em lại nói những lời như thế với tôi em khuyên tôi đừng để vì em mà trở thành bộ dạng bản thân tôi ghét, giảng đồng, tôi không tin em thực sự là một người phụ nữ hám của. Tôi biết những hành động đó của tôi đã làm tổn thương em. Nhưng, không có nhân nhị gì hết. Cậu chủ tiêu, người hiểu sẽ nói những lời hiểu, dứt khoát, tôi đã nói hết cho anh hiểu rồi, anh muốn tôi đi theo anh. Được thôi, đợi đến ngày anh đánh bại trầm tu cẩn, cô cười nhẹ một tiếng, rồi chìa tay ra, anh có thuốc không, tiêu hằng không biết tại sao đột nhiên lại hỏi câu hỏi này, gật gật đầu, có, giảng đồng chìa tay ra, cho tôi một điếu, em cần thuốc để làm gì, tiêu hằng tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn đưa một điếu thuốc cho cô, vào lúc tiêu hằng lấy bao thuốc ra, tiện tay đem ra cái bật lửa, vào lúc giảng đồng nhận điếu thuốc, cũng tiện tay lấy cái bật lửa đi, xoẹt, tiêu hằng kinh ngạc, em làm gì thế, không dám tin chìa tay ra để cướp, giảng đồng hơi hơi né ra, hút một hơi, rồi nhả ra một làn khói trắng, cậu chủ tiêu. Anh xem, anh rốt cuộc đã biết tôi được mấy phần Biết được con người giảng đồng này mấy phần Mà dám mở miệng bảo tôi hãy đi theo anh Đến cả chuyện tôi hút thuốc anh cũng không biết Mà anh lại dám khăng khăng nhận định rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt anh Là giảng đồng đây Cô ấy không phải là một người phụ nữ hám của Giảng đồng chế dở liếc nhìn sang tiêu hằng đang vô cùng kinh ngạc Khói trắng mịt mù Làm cho đôi mắt khinh thường ở trong làng khói Càng lộ ra rõ hơn giảng đồng của lúc này Giống như một người phụ nữ hám của câu được một con rùa vàng và đang khinh thường chàng trai nghèo nàn ở trước mặt. Anh đi đi, đôi mắt của cô bỗng trở nên lạnh lùng, khinh thường, vẫy tàn thuốc lá ở trong tay, động tác vô cùng không lưu loát, suýt chút nữa thì làm cho cả điếu thuốc rơi xuống đất, nhưng Tiêu Hằng của lúc này, sự chú ý lại toàn bộ đặt lên trên khuôn mặt của giảng đồng. Tiêu Hằng không ngờ tới rằng sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng này, không phải giảng đồng biết hút thuốc, mà là người phụ nữ đang hút thuốc lúc này, mỗi một ánh mắt, mỗi một cử động đều cực kỳ giống với người phụ nữ yêu tiên của anh ở trong quá khứ cùng anh đi khu vui chơi ánh mắt chán ghét ánh mắt chán ghét nhìn vào những người ăn xin ở bên đường cô của lúc này và người phụ nữ nghèo túng ham tiên ở quá khứ lại giống nhau đến vậy tiêu hằng là bị cảnh tưởng đến một cách bất ngờ này làm cho mất hồn nhưng khi nhìn thấy cô quả quyết quay người rời đi thì ngay lập tức thức tỉnh đừng đi tôi không tin giảng đồng em đừng lừa gạt tôi nữa chia tay ra nắm chặt lấy người phụ nữ Tiêu Hằng gấp gáp cúi đầu xuống, vội vàng hôn lên đôi môi đó, hãy chạm vào đôi môi đó. Trong lòng anh lại than thở một tiếng, xúc cảm lâu ngày không gặp, giảng đồng bỗng ngạc nhiên, giơ chân giảm xuống dưới, thả, á, giảng đồng, tôi sẽ không buông tay nữa đâu, lần này em có nói gì thì tôi cũng sẽ không buông tay đâu. Chúng ta rõ ràng có thể ở bên nhau, kể cả tên họ trăm đó có ngăn cản, cho dù có coi cả thế giới này làm địch, tiêu hăng đang chìm vào trong tâm trạng kích động không hề cảm nhận được có một nắm đấm sắc nhọn được đấm ra từ phía sau. Bịch, cậu không cần coi cả thế giới làm địch, kẻ địch của cậu, đầu tiên chính là tôi, giọng nói lạnh lùng, đi kèm với âm thanh đấm vào da thịt, vang lên một cách uy nghiêm đáng sợ. Bách dục hàng kéo hy thần đang muốn đi lên phía trước để giúp đỡ lại, đừng đi, anh càng thêm lý trí hơn, nhìn thấy tình cảnh như này, a à, cẩn không nổi điên lên mới lạ đấy. Trên đầu của tiêu hàng bị chảy máu, giảng đồng hoảng sợ trợn mắt lên, ngay lập tức cầm lên chiếc điện thoại, alo, 120 phải không, lời vẫn chưa nói xong, chiếc điện thoại liền lộn nhào xuống đất, giảng đồng nhìn xuống chiếc điện thoại bị rơi, chủ tịch trầm, anh làm cái gì thế, bàn tay buông xuống sát người của trầm tu cẩn, năm chặt lại thành năm đấm, tôi làm cái gì à? Em hỏi tôi, tôi làm cái gì sao? Tiểu đồng, người đàn ông vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí giọng nói còn nhẹ nhàng đến nỗi khi nghe cảm thấy có chút kỳ lạ, đôi mắt đen giống như cất giấu đi vẻ nguy hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào giảng đồng, em đã làm gì thế? Rồi lại chuẩn bị làm gì? Sao nào? Muốn chạy trốn cùng tên họ tiêu kia à, sắc mặt của giảng đồng bỗng trở nên trắng bệch, nói linh tinh, cô cuộc cường đến nỗi không chịu rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt bỗng nhiên đặt lên trên người của tiêu hằng, cắn chặt răng nói, cậu chủ tiêu, cô chẳng thèm tận miệng giải thích nhưng cũng không muốn gánh vác nỗi oan ức của người đàn ông đó hết lần này đến lần khá. C mà chân tướng của sự việc, Tiêu Hằng cũng biết, vào lúc Tiêu Hằng nghe thấy giọng nói có ý biết hết mọi thứ của giảng đồng, trong lòng bỗng dao động, ánh mắt bỗng sáng lên, còn hiện ra một chút do dự, nhưng lại không kiềm chế được dục vọng chiếm giữ ở sâu trong lòng, người họ trầm, tiểu đồng sợ cậu, nhưng mà tôi không sợ hai người chúng ta trước kia có việc gì vướng mắt, thì đó cũng là quá khứ rồi, đều là những chuyện trẻ con trầm tu cẩn, cậu không thích tiểu đồng, nhưng lại không chịu buông tay cô ấy. Cậu thật ích kỷ, vào lúc tiêu hằng nói ra, một chút màu máu còn sót lại trên khuôn mặt của giảng đồng cũng đều biến mất sạch sẽ. Không dám tin nhìn chầm chầm vào tiêu hằng, trầm tu cẩn sắp tức điên lên rồi. Lời của tiêu hằng, không chỉ là họa vô đơn chí, lý trí vốn đã bị lòng ghen tỵ chôn vùi, bây giờ những lời này của tiêu hằng, chỉ càng thêm kích động đến người đàn ông này trong lòng bách dục hàng bỗng thấy hồi hộp tiêu rồi a à cẩn sắp nổi điên rồi ánh mắt sâu lắng của trầm tu cẩn khóa chặt vào người phụ nữ đó cô vẫn đang nhìn tiêu hãn có gì đáng để nhìn như vậy sao tiêu hàng đẹp hơn anh sao trầm tu cẩn nhìn chăm chằm vào đôi môi đỏ của giảng đồng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi thậm chí ướt hết cả tóc mái hôn đến mức phải quyến luyến như vậy sao đến cả đầu tóc cũng lộn xộn hết lên nghĩ đến đây sự ghen tị trong lòng như muốn phát điên lên đôi mắt nhiễm độc, nhìn chầm chầm vào giảng đồng, giảng đồng, em thật là giỏi, muốn rời khỏi anh à, cả đời này cũng đừng có mơ giảng đồng nhìn trầm tu cẩn, nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên, khóe miệng nở ra nụ cười, anh vẫn không hề thay đổi, trầm tu cẩn kiêu ngạo của nhà họ trầm, làm sao có thể thay đổi chứ, cô bật cười, cười vô cùng sảng khoái, đúng hơn là đang bị chết trong lòng, sao anh có thể thay đổi được chứ? Mọi thứ anh cho cô, từ trước đến giờ đều là oan uổng hết lần này đến lần khác, và không tin tưởng hết lần này đến lần khác, những nỗi đau cuốn vào nhau, ép cho cô không thể nào thở được, không sao cả, giảng đồng, đôi môi chuyển động, khóe mắt trưng rưng, vì vậy, chủ tịch trầm để cho qua được chưa, thừa nhận rồi. Cô thừa nhận rồi. Từng miếng xương cốt của trầm tu cẩn đều giống như bốc lên sự chua xót, ánh mắt lạnh lùng càng lúc càng sâu lắng, tiểu đồng, tại sao vẫn còn ngây thơ như vậy chứ, dù sao, cũng là người đã từng ngồi ù ba năm mà, cô nhìn về phía anh cười, cố gắng thờ ơ đi nỗi đau ở trong lòng, cười nhẹ, chủ tịch trầm dậy bảo phải, giảng đồng tôi, cả đời này cũng sẽ không thể quên được chuyện này, anh, yên tâm đi, tiêu hàng giữ chặt lấy tay của giảng đồng, hôm nay tôi nhất định phải đưa tiểu đồng đi, vô cùng hung hãn nhìn chăm chậm vào trầm tu cẩn, vậy cậu cứ thử xem, người mà tôi không chịu buông tay, cậu có thể đưa đi thuận lợi hay không? trầm tu cẩn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giữ chặt lấy giảng đồng của tiêu hằng chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt sải bước về phía trước quyết đoán hất tay ra hai người di chuyển trầm tu cẩn giữ chặt giảng đồng hét lên một tiếng bách dục hàng hy thần chiến tranh băng đảng rồi ôi trời chỗ nào là chiến tranh băng đảng chứ đây chẳng phải là nhiều bắt nạt ít sao hy thần vừa mắng dường như có chút khinh thường đối với trầm tu cẩn nhưng người đầu tiên mắt sáng muốn nhảy vào cuộc chiến này lại chính là anh bách dục hàng ông chặt trán hy thần cũng thật là, lại còn chế giễu họ nữa. Nếu như hy thần đã xuất trận, thì anh chẳng có lý gì mà không ra trận. Hai người vòng chặt lấy tiêu hằng, trầm tu cẩn dứt khoát nhanh nhẹn kéo giảng đồng ra khỏi hiện trường, vừa công eo lại, không nói câu gì, nhất cả giảng đồng khiêng lên trên vai, giao cho các cậu đấy, bách dục hàng nhìn trộm bóng người đang ung dung rời đi, ôi trời. Cái tên lưu manh A Cẩn này, tiêu hằng nhìn thấy giảng đồng bị lôi đi, bỗng trở nên nóng vội, ra tay càng thêm độc ác, tránh ra, chó tốt thì không cản đường. Mà giảng đồng, đã bị trầm tu cẩn nhét vào trong xe, đi đâu chứ, giảng đồng nhìn đường thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi, cục dân chính, cô hốt hoảng, cục dân chính tan làm rồi, người đàn ông cười nhẹ một tiếng, em thật ngây thơ, dường như cô đã nhìn hiểu nụ cười trong mắt của anh, lại càng thêm hoảng loạn, chìa tay ra kéo cửa xe, mở cửa ra. Tôi muốn xuống xe, chương 176 em quá ngây thơ rồi, giảng đồng được xuống xe như ý nguyện, nhưng, là bị khiên xuống xe, tôi không xuống xe. Bỏ tôi ra. Bỏ ra, nửa người của cô bị trầm tu cẩn nhất lên, chỉ còn lại một đôi tay, thê thảm đáng thương bị giữ chặt lại ở cửa xe, đôi chân đạp loạn xạ ở phía sau lưng anh, dù gì thì phía sau cũng không có mắt, trong cơn hoảng loạn có đạp vào người đàn ông đó hay không, thì cũng không thể biết được. Ha ha người vừa nãy nói muốn xuống xe chẳng phải là em sao? giảng đồng lúng túng, nhưng ngay lập tức lại bừng tỉnh, trước khi vào tù, chẳng phải anh có chết cũng không chịu lấy tôi sao, cô hỏi ngược lại, đó là một sai lầm. Bây giờ tôi đang sửa lại sai lầm đó đây, trên khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông, dưới ánh đèn, hiện lên vẻ vô cùng cương quyết, trầm tu cẩn, cô bật cười, bây giờ tôi, cũng đang sửa chữa lại sai lầm. Hai người dùng những lời nói sắc bén để đối đáp nhau, đôi mắt của người đàn ông hơi lạnh lại, không quan tâm đến câu nói này của cô, vờ như không nghe thấy nói một câu từ hôm nay trở đi em sẽ là vợ của trầm tu cẩn tôi là mẹ của con tôi trầm tu cẩn anh khiến tôi thấy ghê tởm giảng đồng hung dữ trách móc đôi mắt hẹp dài của người đàn ông bỗng sáng lên em chuẩn bị phải gả cho người mà em thấy ghê tởm làm vợ rồi tôi sẽ không ký tên tiểu đồng em lại ngây thơ rồi lúc này giảng đồng vẫn chưa hiểu ý của câu nói mà trầm tu cẩn vừa nói cho đến khi ngồi bên trong cục dân chính trước một cái đèn nhỏ tôi sẽ không ký đâu, cô lãnh đạm nói, liếc nhìn vào đồ ở trên bàn. Người của văn phòng, lúc đến vẫn đang than phiền, bây giờ thân kinh co lại, căng thẳng đến nỗi không dám nói gì, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn, đây có phải đến để kết hôn đâu, đây là đến để ép hôn. Anh đã siêng năng làm ở cương vị này 7, 8 năm, từ trước đến giờ chưa hề đem chuyện kết hôn phải gương súng sẵn sàng như vậy. Đôi mắt của trầm tu cẩn liếc nhìn lên trên khuôn mặt của giảng đồng, đột nhiên chìa tay ra, giữ chặt lấy tay của cô giảng đồng hốt hoảng anh làm cái gì thế đây là phạm pháp đấy anh có biết không em đi tố cáo đi anh cầm chặt lấy tay của cô từng nét từng nét viết tên của cô lên trên tờ giấy trầm tu cẩn đây là cưỡng ép giọng nói thô khàn hoảng loạn nói ngẩng đầu lên giống như đang cầu cứu nhìn về phía người nhân viên ở đối diện tôi không đồng ý anh giúp tôi với người nhân viên ở đối diện lập tức nghiêng đầu sang một bên cô gái đây là chuyện riêng của nhà hai người chỉ bằng hai người đứng sang một bên để bàn bạc bàn bạc xong rồi thì hãy tôi không phải là vợ của anh ấy đây không phải là chuyện riêng của nhà rõ ràng anh đã nhìn thấy rồi anh đã nhìn thấy hết rồi tại sao không nói một một câu công bản chứ giọng nói của cô đột nhiên dừng lại bên tai cảm nhận được rõ ràng anh đang áp sát nhiệt độ của hơi thở phả vào trong tai của cô cô cũng cảm nhận được rõ ràng đôi môi mỏng dính vào tai của cô vì vậy mới nói rằng em ngây thơ ngây thơ giống như ba năm trước ẩm trái tim bỗng chốc đau nhói gần như cần vụn hàm răng trắng vì vậy mới nói rằng em ngây thơ ngây thơ giống như ba năm trước trầm tu cẩn anh thẳng rồi bàn tay cầm lấy chiếc bút vốn dĩ đã dùng hết sức lực để chống cự đột nhiên rút đi hết mọi sức lực vốn có để mặc cho người ở phía sau cầm chặt lấy tay của cô từng nét từng nét viết rõ họ tên của cô chúc mừng hai người bên tai là tiếng chúc mừng của người nhân viên cô lại cảm thấy cực kỳ chói tai, để mặc cho người đàn ông nhận lấy quyển sổ đỏ, mặc kệ anh nảm lấy tay cô bước ra ngoài, rồi lại đột nhiên hất tay của anh ra, được rồi, anh đã bằng lòng chưa, anh thắng rồi phải không? Anh làm như vậy thì chứng minh được cái gì? Chứng minh được chuyện gì trên đời anh cũng có thể làm, anh đã chứng minh được lòng tôn nghiêm của anh, vậy của tôi thì sao? Cô dơ nắm đấm lên, đập lên trên dáng người cao to của anh, lên đôi vai của anh, lên lòng ngực của anh, lên cánh tay của anh, từng cái từng cái không muốn chấp nhận nên đã đấm liên tục giống như mưa rơi giảng đồng đang trút ra cô bắt buộc phải trút trang cô oán giận anh vì thế cứ đấm vào anh hết lần này đến lần khác anh cũng không cử động để mặc cho người phụ nữ đó đấm vào người mình giảng đồng cứ đấm cứ đấm độc tác lại dần dần chậm lại đến cuối cùng một hồi lâu mới nhìn thấy năm đấm của cô không oán giận anh cô chậm rãi mở miệng nói ra bốn chữ người cô oán giận nhất chính là bản thân cô oán giận bản thân mình vô dụng, cô là bị khiên vào trong cục dân chính, lúc đi, giống như một dũng sĩ bảo vệ mình, lúc ra, lại giống như trái cà tím bị héo. Liếc nhìn vào quyển sổ màu đỏ trong tay của trầm tu cẩn, đôi môi trắng bệt, căng chảy cả máu, rồi tự cười nhạo, phải, cô quả nhiên lại ngây thơ rồi, vào giờ tan làm, lại có thể làm được ra quyển sổ màu đỏ kia, cô không chịu ký tên, thì anh lại có hàng trăm cách để ép cô ký tên. Trầm tu gẩn, anh thăng rồi. Thực sự, giữa anh và tôi, từ trước đến giờ, tôi luôn là bên thua, cô thua một cách triệt để. Lòng bàn tay của cô, truyền đến hơi ấm trong lòng bàn tay của Trâm Tu Cẩn, nhưng trái tim, lại vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên, chia tay ra ông chặt lấy người phụ nữ ở trước mặt vào trong lòng, đôi lông mày của người đàn ông có chút đau xót, nhưng lại vô cùng bá đạo nói, tiểu đồng, hãy quên hết đi, cùng với tôi, sống hạnh phúc mỗi ngày, lời nói chân thành như vậy, nếu như là người quen thuộc với trầm tu cẩn đứng ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ không dám tin những lời nói như vậy lại được nói ra từ trong miệng của trầm tu cẩn kiêu ngạo như con sói đầu đàn này giảng đồng đơn người ra người đàn ông trước mặt trong đôi mắt đen nháy trước giờ luôn nhìn mọi người với vẻ đầy kiêu ngạo của anh lại có một chút khẩn cầu mà kể từ lúc cô quen biết anh đến giờ chưa từng có sao không 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 nhất định là nhìn nhầm rồi cô chớp chớp mắt chắc chẳng là nhìn nhầm rồi một con sư tử kiêu ngạo lại cúi thấp đầu xuống. Chỉ vì để cầu xin cô, chủ tịch trầm muốn tôi quên hết đi sao, sao cô có thể dám quên, sao cô có thể quên được chức một câu quên đi anh có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy, lại chính là nửa cuộc đời của cô. Một câu quên đi, trầm tu cẩn. Sao anh có thể bắt nạt người khác như vậy chứ, khóe mắt cô ửng đỏ, đôi môi trắng bệt nở ra một nụ cười gượng, lúc này, cô chính là một trò cười, cái gì mà bà chủ trâm, tôi căn bản không hề quan tâm. Một bà chủ trầm, lại muốn tôi quên đi quá khứ của mình sao, ha ha, ha ha ha. Một câu quên đi, lại muốn xóa bỏ đi cuộc đời giống như địa ngục sao. Nụ cười ở khóe miệng, lại càng thêm sáng lạng hơn, cô đã không biết, nên dùng biểu cảm như thế nào để đối diện với anh, dùng ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt ra sự đau khổ và tức giận ở trong lòng. Tức giận đến phát cười, đau khổ đến phát cười, chủ tịch trầm thần thông quảng đại, có bản lĩnh, cô ngửa đầu, nụ cười đem theo những giọt nước mắt có bản lĩnh thì anh hãy tiêu hủy quá khứ của tôi đi nếu không thì tôi không quên được cũng sẽ không quên để mặc cho những giọt nước mắt trượt xuống khuôn mặt nụ cười của cô khiến cho trái tim của ai thấy thương xót người đàn ông đau xót nhìn cô nhưng trong đôi mắt đen lại không chảy một tí nào không nói câu gì quay người kéo cửa xe ở phía sau ra đẩy cô vào bên trong ái cô kinh ngạc hét lên mà anh lại thuận theo tư thế đè cô xuống có lẽ chúng ta nên có một đứa con, có con rồi, cô sẽ buông mọi thứ ở quá khứ xuống, yên tâm cùng anh sống đến hết đời. Trầm tu cẩn, anh điên rồi, giọng nói thô khàn của người phụ nữ hét lên, từ trong xe bay ra, Soe tiếng xé vải vang lên, chương 177, cậu chủ lẽ nào cậu đã quên cái chết của Vi Minh rồi sao? Một chiếc xe Bentley màu đen, lái vào trong một con đường toàn bóng cây, những cái cây cao ngút trời ở hai bên đường, ngược về phía sau, chiếc xe xuyên qua cánh cổng sắt, xuyên qua vườn hoa, rồi lái vào bên trong, thành thạo dừng ở trước cửa, trầm tu cẩn xuống xe trước, rồi công lưng ông người phụ nữ ở trong xe lên, người phụ nữ nét mặt trống rỗng, để mặc cho anh ông, quản gia hạ đi ra, cậu chủ về rồi đấy à, vừa nói xong, sự chú ý liền đặt vào người phụ nữ với chiếc áo sơ mi lộn xộn đang nằm trong lòng của trầm tu cẩn, vào lúc nhìn thấy trên người của cô được bọc chặt bởi bộ quần áo vét của đàn ông, bông nhiên đình trệ lại, đôi môi khô quắc, cử động vài cái, gượng cười cúi lưng xuống. Người phía trước đi qua bên cạnh ông, quản gia hạ nhìn trộm, ngay lập tức, kinh ngạc trợn to mắt lên, chì tay ra, muốn đón lấy quyển sổ màu đỏ mà trầm tu cẩn đang ông giảng đồng nhưng vẫn kẹp ngang vào trong lòng bàn tay. Quản gia hạ có lòng đón nhận quyển sổ đó, viện cớ để muốn nhìn rõ xem quyển sổ màu đỏ đó là thứ gì, ngoài dự đoán, người đàn ông sải bước đi sang bên cạnh, lui tránh ra, sau khi lui ra, tiếp tục bước về phía trước, rồi lãnh đạm nói, không còn sớm rồi, quản gia hạ đi nghỉ ngơi đi quản gia hạ bỗng do dự không cam tâm, chuyện cõng con này, chuyện cõng con này không cần quản gia hạ phải hao tổn tâm trí, người đàn ông thờ ơ nói, nhưng, quản gia hạ vẫn đang tranh luận, đột nhiên, trầm tu cẩn bỗng nhiên dừng lại, đồng thời ôm người ở trong lòng bất động, nghiêng nửa phần eo về phía sau. Một đôi mắt lạnh lùng liếc đến khuôn mặt già cỗi đang không chịu đi nghỉ ngơi của quản gia hạ, sau đó khóe miệng hết lên, lại hiện lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt như con dao lạnh chĩa vào quản gia hạ chú chỉ cần làm cho tốt trách nhiệm công việc của chú, ý đang cảnh cáo không nói cũng hiểu. Trên khuôn mặt già cỗi của quản gia hạ, bỗng trở nên trắng bệt, ánh mắt vẫn có chút không cam tâm, cần chặt trăng nhẫn nhịn cộc, cộc, cộc. Trong tai nghe thấy tiếng bước chân ở trước mặt đang bước đi mỗi lúc một xa, quản gia hạ bỗng chốc ngẩng đầu lên, tức giận mà không cam tâm âm thầm nói ở phía sau trầm tu cẩn, cậu chủ có còn nhớ vi minh không, có còn nhớ trước khi vi minh chết đã phải chịu những bức hại mà không một người nào biết không trong đôi mắt của quản gia hà hiện lên sự đau khổ khó chịu khàn giọng âm thầm nói trong lời nói còn ẩn giấu một chút của trách con mắt trống rỗng của giảng đồng có một khoảnh khắc sáng lên là một tia sáng rất yếu ớt nhưng không kịp hở ra thì lại tịch xuống chôn vùi mất đi chỉ là không có ai nhìn thấy trong con mắt trống rỗng của cô có một chút vẻ chế gieo đang xoay chuyển hại người cuối cùng lại hại mình ha ha vi minh trước khi chết đã phải chịu những bức hại mà không một người nào biết. Vậy thì ra là hạ vi minh đã vì giảng đồng mà chuẩn bị một trò chơi lớn à, đôi chân dơ lên của trầm tu cẩn, dừng lại ở trên không trung, tiếp đó, mới chậm rãi đặt xuống, quay lưng lại với quản gia hạ, không nể nang gì đến tình cảm liền nói một câu, chuyện của cô ấy, chút nữa sẽ nói sau. Nói xong, không ở lại, ông người phụ nữ ở trong lòng đi lên tân hai, quản gia hạ nhìn chăm chăm vào bóng người thon dài đó, nét mặt có chút thất thần, cậu chủ, cứ như vậy mà rời đi sao, kể cả ông đã nhắc đến vi minh, nhắc đến cái chết của vi minh, thì cậu chủ cũng không hề có một chút dịu dàng và lưu luyến gì sao, quản gia hà cắn chặt môi, đều là con hồ ly tinh giảng đồng đói, chắc chắn là con hồ ly tinh giảng đồng kia đã quyến rũ cậu chủ, nếu không thì... Nếu không thì, cậu chủ sao lại không hề có một chút dịu dàng và lưu luyến gì với vi minh nữa chứ? Có điều, những ngày tháng tươi đẹp của con hồ ly tinh giảng đồng này cũng phải biến mất rồi quản gia hạ nhớ đến chuyện mà ông cụ đã dặn dò qua điện thoại, không kìm được vẻ hứng thú khi được phục thù hiện lên trong đôi mắt. Trong phòng ngủ, trầm tu cẩn nhét người phụ nữ vào trong chiếc chăn, rồi xoa xoa đầu, tôi và quản gia hạ có chút chuyện cần phải nói. Em mệt rồi, thì mau ngủ đi, đừng, đừng suy nghĩ linh tĩnh, dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, đôi mắt trống rỗng của giảng đồng, không hề chớp mắt nhìn lên trần nhà, giống như một thây ma, vô cảm với thế giới vào lúc trầm tu cẩn quay người đi, trong lòng liền nói, tôi xin lỗi, tiểu đồng, ngay lập tức, vẻ ăn năn trong mắt của anh biến mất không dấu vết, thay vào đó là dục vọng chiếm hữu cố chấp, xin lỗi, nhưng, tuyệt đối không thể buông tay. Trong lòng có một giọng nói lờ mờ đang nói, trầm tu cẩn, anh không thể buông tay, một khi buông tay, cô ấy sẽ bay đi mất, giọng nói này đang quấy nhiễu anh, cũng khiến cho anh càng thêm cố chấp giữ chặt cô ở trong tay, các năm càng chặt, thì sẽ trò ra càng nhanh. Chương 178, nhà họ Trầm chúng tôi nợ em quá nhiều rồi, quản gia hạ, đi theo tôi. Quản gia hạ đang định đóng cánh cửa của biệt thự lại, thì ở phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp, bàn tay vịn vào cánh cửa của quản gia hạ, bỗng hơi hơi run rẩy, vẫn chưa kịp quay người lại, thì bóng đen ở đằng sau đã vượt qua trước mặt ông, vượt qua cánh cửa, bước ra bên ngoài. Quản gia hạ ngay lập tức lặng lẽ theo sau, cả một quãng đường hơi hơi cúi đầu xuống từ đầu đến cuối giữ khoảng cách giữa mình với bóng người ở trước mặt không đến một mét. Một chủ một tớ, hai người đi xuyên qua hành lang, vòng qua biệt thự, đi thẳng đến khu phía sau biệt thự, càng đi, đường càng sâu, đường càng sâu, cây cối cao ngút trời ở hai bên lối đi, trong đêm tối lại càng thêm u ám hơn. Huống hồ bây giờ đã vào đông, không khí yên lặng, cây không có lá, rung động không biết những con chìm hoang dã vỗ cánh, nhảy giữa những cành cây khô, rung động u ám kéo kẹt trong lòng quản gia hạ bỗng hoang ngoan, trên khuôn mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vào đêm tối của mùa đông, lại hiện lên những giọt mồ hôi dính trên khuôn mặt, khó mà tiếp tục giữ được trạng thái bình tĩnh thêm nữa, cậu chủ, đây là đi đâu thế, đi vào bên trong nữa thì là sông suối rồi, ở sau lưng của trang viên nhà họ trầm, quả thực có một con sông không lớn cũng không nhỏ, vào ban ngày thấp thoáng màu xanh biếc, hiện lên cảnh đẹp mê lòng người, nhưng vào ban đêm lại vô cùng u ám. Trong lòng của quản gia hạ đột nhiên thay đổi, sắc mặt hơi hơi chuyển sang màu trắng, không muốn bước về phía trước nữa. Người ở trước mặt, quay người lại, vào lúc quay người, dưới chân cùng lúc dẫm lên một cành cây khô, cọt kẹt một tiếng. Chú hạ, trầm tu cẩn mở miệng, nhưng lại không hề xưng hô là quản gia hạ như mọi ngày, mà là một tiếng chú hạ đã lâu chưa được thấy. Quản gia hạ bỗng chốc đơn người ra, nhưng ba giây sau, lập tức giơ tay lên lắc lắc, vội vàng khiêm nhượng, ôi trời, không được không được đôi mắt đen nháy hẹp dài của trầm tu cẩn rủ xuống che đậy đi tâm tư ở trong đôi mắt còn dịu dàng mở miệng chú Hà chính thức trở thành quản gia của nhà họ trầm cũng phải mấy chục năm rồi nhỉ anh nói với ngữ khí nhẹ nhàng quản gia hạ kính cẩn gật gật đầu đúng là đã được nhiều năm rồi cậu chủ vân còn nhớ trong lòng tôi cũng được an ủi phần nào từng chú Hà đã ở bên cạnh tôi mấy chục năm rồi tôi chỉ có một câu hỏi tôi và ông nội mỗi người muốn chú làm một việc mà hai chuyện này lại là hai chuyện trái ngược nhau. Chú hạ, chú sẽ lựa chọn như thế nào, nói xong, đôi mắt đen nháy bỗng nhiên vén ra, ánh mắt vô cùng sâu lắng, khóa chặt vào người già ở đối diện, mờ. Trong lòng quản gia hạ nổ tung lên, đây là ý gì? Sao cậu chủ đột nhiên lại hỏi ông câu hỏi như vậy? Trong lòng có vô vàng suy nghĩ, quản gia hạ cũng không hề trả lời ngay lập tức, con mắt sâu đen của trầm tu cẩn càng thêm khó hiểu, hít một hơi sâu, rồi đưa ra quyết định, chú hạ, còn có hơn nửa năm nữa, dựa theo quy tắc của nhà họ Trâm, thì chú sẽ chính thức nghỉ hưu rồi. Từ ngày mai, sẽ có người đến tiếp nhận công việc của chú, nhìn vào tính nghĩa với chú ở quá khứ, thời gian nửa năm còn lại, thì chú cứ ở trong trang viên này nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện, sẽ có người khác đến làm, sắc mặt của quản gia hạ, ngay lập tức trở nên trắng bệch. cậu chủ. Tôi đã làm sai chuyện gì rồi sao? Tôi cảm thấy không phục. Trầm tu cẩn từ trong người rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi, nhìn lên trên trời, trong đôi mắt có chút thất vọng và thương tiếc. Một làn khói trắng nuốt vào trong miệng rồi lại luẩn quẩn ở cổ họng, cuối cùng từ từ nhả ra, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn vào người già, chú hạ, chú hận giảng đồng, đúng không, tôi, tôi hận. Nhưng khi ở trước mặt của trầm tu cẩn, hai chữ này lại bị nghẹn ở trong cổ họng của quản gia hạ, chỉ là không có cách nào để nói ra, nếu như tôi nói cho chú biết, tôi chính là đang điều tra chuyện vi minh chết, chính là đang điều tra xem buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như tôi nói, tôi tin trong chuyện này giảng đồng là vô tội, thì chú có suy nghĩ như thế nào? Không thể nào, sắc mặt của quản gia hạ ngay lập tức thay đổi, ánh mắt nổi lên vẻ giận dữ, không thể nào. Cô ta chắc chắn không thể vô tội được, nếu như không có cô ta thì vi minh cũng sẽ không chết. Một đôi mắt lạnh lùng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của quản gia hạ, một một biểu cảm bé nhỏ Nhìn thấy vẻ hung dữ xuất hiện trên mặt của quản gia hạ, cho dù sự hung dữ này có đến gần, thì Trầm Tu Cẩn cũng không có cách nào để thờ ơ tỏ vẻ không nhìn thấy, "Chú xem, chú hận giảng đồng như vậy, thì sao tôi có thể yên tâm giao căn nhà này cho chú quản lý chứ, căn nhà này còn có cô ấy nữa." Tuy quản gia hạ căm hận giảng đồng, nhưng Trầm Tu Cẩn lại vì cái phản ứng này của quản gia hạ mà trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, chí ít nhìn vào trước mắt quản gia hạ chắc chỉ là lén báo cáo với ông nội chuyện anh đang điều tra sự việc của ba bốn năm trước mà vốn không biết những chuyện khác muộn rồi chú hạ quay về nghỉ ngơi đi trầm tu cẩn thả lỏng ngón tay ra điếu thuốc ngay lập tức rơi xuống đất anh cũng giơ chân bước đi trước khi đi ánh mắt liếc nhìn vào con sông cách đó không xa ở phía sau lưng nếu như vừa nãy quản gia hạ lộ ra một chút manh mối biết chuyện ông nội ra tay với giảng đồng vào ba bốn năm trước thì lúc này sớm đã chìm vào con sông đó rồi quản gia hại nhìn xuống điếu thuốc vẫn còn đang lờ mờ cháy ở dưới đất, đốm ánh sáng đỏ, hiện lên vô cùng kỳ lạ ở trong màn đêm, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào bóng lưng đang rời đi, chất độc ở trong lòng, đã tràn ra bao phủ khắp cơ thể, từ xương cốt tứ chi, cho đến ngũ tạng lục phủ, mỗi một tế bào đều đang gào thét lên hận thù và báo thù, thật không công bằng, đối với đứa con gái ngốc nghếch vi minh kia, quả thực là không công bằng mà, giữa rừng cây, một người già, đang đứng lặng im, gượng gạo chuyển động đôi môi hạ thấp giọng lẩm bẩm nhìn xuống điếu thuốc ở dưới đất, tự nói một mình, két cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, anh không nói gì, đi thẳng vào trong phòng ngủ, lặng lẽ cởi cúc áo ra, cởi từng lớp áo ở trên người xuống, để lộ ra cơ thể cường tráng, cũng không nhìn người ở trên giường, kéo cửa phòng tắm ra, rồi bước vào, giảng đồng ở trên giường, ngẩn ngơ nhìn về phía ô cửa sổ, cho đến lúc âm thanh cánh cửa phòng tắm được đóng lại lọt vào trong tai, mới chậm chậm quay đầu lại nhìn. Sau đó, chậm chậm xê dịch sang một bên, chậm chậm nghiêng người, chậm chậm có người lại, chăm chậm chậm nhằm mắt vào. Không lâu sau, ở sau lưng truyền đến âm thanh ma sát, chiếc đệm ở bên dưới, ngay lập tức trũng xuống, bàn tay cô có lại đặt ở trước lông ngực, bất giác lại nắm chặt vào hơn. Nguồn nhiệt lại gần, đột nhiên phần eo có một bàn tay đặt lên, vô cùng bá đạo kéo cô vào giữa giường. Đôi vai của cô cực kỳ cứng nhắc, kẹo kẹt kẹo, kẹt, hàm răng không kiềm chế lại được trung rẩy có thể đừng chạm vào cô nữa không? Mỗi một phút, mỗi một giây, đều vô cùng khó thở. Rốt cuộc là yêu hay là hận, yêu hận cuốn vào, nhau, dày vào trái tim của cô bất kỳ lúc nào, trầm tu cẩn, có thể đừng lại gần nữa được không? Sau này, sẽ không có ai có thể làm tổn thương em nữa, bên tai, là giọng nói trầm thấp, có chút khàn, kể cả ông nội cũng không được, trong lòng trầm tu cẩn nói, anh biết cô vô tội, nhưng lại không có cách nào để giải thích với cô chuyện liên quan đến ông nội anh thì phải mở miệng như thế nào giống như chuyện ông nội anh bố trí rồi lại đích thân anh tống cô vào trong tù đó là ông nội anh nếu như năm đó thực sự là do ông nội anh sắp đặt mọi thứ khiến cho cô trở thành tội phạm thì giữa cô và anh thực sự sẽ không còn gì để cứu vãn nữa rồi anh ông cô chặt hơn nhìn xuống người phụ nữ đang cúi đầu che lấp đi nửa khuôn mặt trong lòng âm thầm nói nếu như mọi thứ đều là thật thì nhà họ trầm chúng tôi đã nợ em quá nhiều rồi Chương 179, Hạ Độc, sang sớm, anh đi rồi, mà giảng đồng rõ ràng là một người trẻ tuổi, nhưng lại sống giống như một bà cụ ngoại tám. Không những ngày đông, ánh mặt trời thật đẹp, cô với một cái ghế tựa, một chiếc chăn lông, còn có một túi sưởi ngồi ở dưới hành lang sưởi nắng. Một người sống giống như cành cây khô, trong nhà có một người quản gia mới đến, người quản gia mới ăn nói có ý tứ, điểm này lại ngược với giọng điệu của quản gia hạ, buổi sáng sớm, thì đã có thể nghe thấy tiếng của quản gia mới và quản gia hạ đang bàn giao công việc cho nhau. Đều là người đã ở trong nghề nghiệp quản gia này được nửa cuộc đời, khi làm việc, đều khiến người ta không chỉ ra được khuyết điểm, nhưng dưới vẻ bên ngoài bình tĩnh, lại là một hồi tính toán. Bên tai tiếp tục là tiếng hội thoại giữa hai người quản gia, lời cũng không nhiều, nhưng cũng không hề đơn giản. Giảng đồng chỉ nhìn chăm chú về phía trước, còn về bàn giao có thành công hay không, cô không hề quan tâm, cũng không biết bên trong là tính toán như thế nào âm thanh lẩm bẩm, từ phía sau truyền đến, cô đưa mắt liếc nhìn, thì nhìn thấy bóng người quen thuộc, chậm rãi vịn vào ghế, đứng dậy, lãnh đạm mở miệng, quản gia hạ, chú đi theo tôi, giọng nói thô khàn, thành công ngăn chặn bước chân của quản gia hạ, quay người lại, ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn dơ chân bước đi theo người phụ nữ đang di chuyển chậm rãi kia, cô đi ra chỗ vắng vẻ, đến chỗ góc khuất thì dừng lại, quản gia hạ dễ dàng đi theo kịp người phụ nữ này, nhắm mắt theo đuôi có lẽ là nỗi căm hận kéo dài trong lòng, cũng có lẽ là tò mò xem cô muốn nói với mình cái gì. Nói chung, quản gia hạ lặng lẽ đi theo sau cô, cô đi đến góc khuất thì dừng lại, quản gia hạ cũng dừng lại ở đó. Cô muốn làm gì, quản gia hạ dùng ánh mắt nghĩ ngờ, nhìn về phía giảng đồng, vẻ mặt thù địch và phòng bị. Giảng đồng thấy vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Người này, vẫn còn phải sợ một người què như cô gây bất lợi cho ông sao? Ngược lại có một cảm giác hoang đường vô cùng nực cười. Cô cười cái gì, Nụ cười của cô, không biết thế nào lại kích thích đến quản gia hạ, quản gia hạ thẹn quá hóa giận, cô tưởng rằng cô đã thắng rồi sao? Cô tưởng rằng cô đã thay thế được địa vị của Vi Minh rồi sao? Vì thế nên cô mới cười sảng khoái ở trước mặt tôi. Giản Đồng, cô chỉ là vật thay thế cho Vi Minh mà thôi." Nét mặt của ông bỗng trở nên hung ác, rồi lại nhớ đến chuyện xảy ra ở trong rừng cây phía sau trang viên, Vi Minh mới qua đời chưa đến 4 năm mà thôi. Quản gia hạ nói những lời này, một đôi mắt già cỗi nhìn chầm chầm lên trên khuôn mặt của người phụ nữ, muốn nhìn thấy nét đau khổ, và nét vô cùng đau lòng từ khuôn mặt đó, nhưng, người phụ nữ ở trước mặt ông này, lại vờ như không nghe thấy những gì ông nói, ung dung chì một cánh tay ra, đưa cho tôi đi, cái gì cơ, quản gia hạ nhất thời không hiểu, cười nhẹ một tiếng, giờ mắt liếc nhìn quản gia hạ, đôi môi khô khan hơi hơi cử động, đồ trong túi của chú, quản gia hạ bỗng chốc trợn to mắt lên, tôi không biết cô đang nói gì. Đối diện với quản gia hạ đang căng thẳng, giảng đồng nhẹ nhàng lắc đầu, đưa cho tôi đi. Tôi biết vào buổi sáng chú đã nhân lúc mọi người không để ý, liền đem nó bỏ vào trong bát cháo. Của tôi, cô lãnh đạm nói, tận mắt tôi nhìn thấy, hai quai hàm của quản gia hạ không ngừng chuyển động, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào cô, hung dữ chửi mắng, cô muốn tố cáo sao? Cô muốn nói cho cậu chủ biết sao? Cô đi nói đi, dù gì thì cô cũng đã hại chết vi minh rồi, cậu chủ cũng chẳng đối xử với cô ra thể thống gì, có hại thêm cả tôi nữa thì cậu chủ cũng sẽ không đối xử với cô ra gì đâu cô đi tố cáo đi tôi không sợ anh đâu trái tim sớm đã mất cảm giác bởi vì câu nói này của quản gia hạ mà đã hơi dao động một chút chỉ là một chút rồi lại quay về trạng thái tê liệt trống rỗng và không quan tâm chỉ vén mắt lên ánh mắt sâu sắc liếc nhìn lên khuôn mặt già cỗi hung hãn của quản gia hạ cô không nói gì cả lúc này cô vẫn có thể suy nghĩ được rốt cuộc trầm tu cẩn muốn đối đãi với giảng đồng cô như thế nào thì người quản gia già này mới cho rằng trầm tu cẩn không đối xử với cô ra gì chứ thì ra cuộc sống trong tù ba năm và thương tích đầy mình đôi chân tàn phế còn cả cơ thể không toàn vẹn cùng với trái tim đã bị chôn vùi trong nhà tù thì ra mọi thứ này trong mắt của ông lại được gọi là không đối xử với cô ra gì cô lại nhìn lên khuôn mặt đầy vẻ hung ác của quản gia hạ nỗi đau nhói oan ủng ở trong lòng hoàn toàn bị cô phớt lờ đi không tranh luận với quản gia hạ bởi vì sẽ không thắng được mà có thăng thì có thể như thế nào được lã nào thời gian bởi vì cô thẳng thì sẽ vì cô mà ngoại lệ vì cô mà đảo ngược lại sao nhẹ nhàng mím môi lòng bàn tay của cô lại chìa ra hướng về phía của quản gia hạ chú không muốn tôi mang trong mình đứa con của anh ấy giống như chú tôi cũng không muốn cô nói tiếp đưa đồ ra đây quản gia hạ kinh ngạc tôi không tin tin hay không tin thì kệ chú nhưng đợi đến lúc người quản gia mới xử lý thuận lợi mọi việc lớn nhỏ trong cái trang viên này đợi đến lúc mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay rồi thì chú sẽ thực sự không tìm được cơ hội để ra tay đâu cô thực sự không muốn mang trong mình đứa con của nhà họ trầm sao tôi không tin trên thế giới này làm sao có thể có người phụ nữ nào không nguyện ý sinh con cho nhà họ trầm chứ chí ít ông biết rằng vi minh chắc chắn sẽ không từ chối ngay cả vi minh cũng không từ chối thì người phụ nữ này lại dựa vào cái gì mà lại không nguyện ý chứ, cao thượng hơn vi minh. Thanh cao hơn vi minh, vi minh cũng không có cách nào để từ chối, thì người phụ nữ hèn hạ này sao có thể từ chối được cơ chứ, giảng đồng lại là một tiếng cười nhẹ, cô không nói gì rồi, cô quay người rời đi, khập khà khập khiên, một chân đậm một chân nhạt, bước đi rất chậm, nhưng bóng dáng đó lại vô cùng thông dong. Con mắt già cỗi lờ mờ của quản gia hạ bỗng sáng lên, đợi một chút, đi hai bước liền đuổi kịp, túi giấy dầu nhỏ ở trong tay, đưa vào trong tay của giảng đồng, tôi không tin cô, vào lúc đưa cho cô, vẫn hung dữ nói, giảng đồng không nói một câu nào, mở giấy dầu ra, lộ ra một viên thuốc màu trắng ở bên trong giấy dầu, viên thuốc nhỏ như hạt đậu tương, cô nhét vào trong miệng, đến cả nước cũng không thèm uống, để mặc cho viên thuốc đó tan ra từng tí một ở trong miệng, vị cay đắng tràn ra khoang miệng, dù có đảng như thế nào, thì cũng không thể đẳng bằng trong tim. Vứt tờ giấy dầu xuống đất, cô bước về phía trước, vừa đi vừa nói, sau này, phải chuẩn bị nhiều một chút, quản gia hạ đờ người ra, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lúc này cũng không dám tin, cô, 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 cô thực sự uống cái viên thuốc tránh thai kia ở trước mặt của mình sao? Lúc này, trong lòng quản gia hạ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, vì mình không như cô ta. Địa vị thân phân vinh hoa phú quý cô ta đều không để vào mắt, nhưng cái suy nghĩ này vừa mới nảy ra, thì quản gia hạ ngay lập tức thẹn quá hóa giận. Được được được, tôi sẽ chuẩn bị nhiều một chút cho cô. Chắc chắn sẽ chuẩn bị nhiều một chút cho cô, tốt nhất là cứ uống nhiều đến mức bị vô sinh đi. Người quản gia mới đến họ Vương, giảng đồng đi về phía hành lang, quản gia Vương cầm một chiếc áo khoác dày ở trong tay, đi thẳng lên phía trước, cô chủ cô đi đâu thế, vừa nói, vừa đem chiếc áo khoác dày đang cầm trong tay khoác lên người của giảng đông, cậu chủ quan tâm cho cô, đặc biệt dặn dò phải giữ ấm cho cô, cô bật cười, nhưng lại không hề có tinh thần, tôi mệt rồi, tôi đi lên tân nghỉ ngơi vậy buổi trưa cô chủ muốn ăn cái gì mọi người cứ tự ăn đi tôi muốn nghỉ ngơi buổi trưa đừng đến làm phiền tôi giảng đồng đi lên tầng quản gia vương lấy chiếc điện thoại ra gọi điện cho người chủ mới để bẩm báo tình hình cô chủ có vẻ rất mệt buổi trưa không muốn bị làm phiền cơm tối cũng không muốn ăn ừm biết rồi anh làm rất tốt giọng nói trầm thấp từ trong điện thoại truyền tới buổi trưa cứ làm mấy món nhẹ bổ máu bổ khí còn về cô chủ, cô ấy sẽ ăn thôi. Nói xong, liền cúp máy, nhìn về phía hai người đang ở trong văn phòng của mình, các cậu không có việc gì để làm à, bách dục hàng đút tay vào trong túi quần, hôm nay được nghỉ. Cái tớ có là thời gian, khi thần ngồi vắt chéo chân, buổi trưa tụ tập chút đi, con mắt sau đen của trầm tu cẩn bỗng sáng lên, nở một nụ cười xảo quyệt, được thôi. Gần đến buổi trưa văn phòng chủ tịch của tòa nhà Trâm Thị truyền tới hai tiếng hét gọi, trầm tu cẩn cái tên cầm thú này, khi thần vương ngực lên, nhìn vào đống tài liệu ở trên bàn làm việc, tờ giấy ở trong tay của Bách Dục Hàng có viết, rảnh rỗi như vậy, thì hãy phân loại đống tài liệu ở trên bàn đi, xem xong thì bảo với tớ, cầm thúi, tờ giấy ở trong tay của Bách Dục Hàng bị xé vụn ra, rồi ném vào trong thùng rác, tên lưu manh trầm tu cẩn, tự chạy mất rồi, chương 180, đợi đến khi bé cưng ra đời, trang viên nhà họ trầm, cậu chủ về rồi. Ừm, trầm tu cẩn đưa chiếc áo khoác dạ cho quản gia vương, cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong từ sớm rồi. Canh gà đen nấm, hoa huệ tây xào cận tây, trứng hấp cá bạc. Đều là những nguyên liệu tươi mới, trầm tu cẩn gật gật đầu, cứ chuẩn bị sẵn trong khay cho tôi là được rồi, quản gia vương làm việc chu đáo, đều đã chuẩn bị xong hết rồi, đặt cẩn thận vào trong khay rồi, đưa cho tôi đi. Trầm tu cẩn trong tay bê một cái khay, đi lên trên tầng hai, lúc anh trở về, tiếng động cơ của xe đã thu hút được sự chú ý của quản gia hạ quản gia hạ đến ngày hôm nay đã không còn quyền lực ở trong tay trầm tu cẩn chỉ để cho quản gia hạ ở trong cái trang viên này dưỡng già cho đến lúc nghỉ hưu thì tất cả đều được coi là một chút tình nghĩa chủ tớ tiểu đồng ăn cơm thôi trầm tu cẩn đặt cái khay lên trên cái kệ đầu giường giảng đồng ngạc nhiên một hồi không hề nghĩ rằng vào giờ này người này sẽ trở về sao anh lại ở đây ở công ty dạo này tương đối nhàn rỗi không có nhiều chuyện cần phải xử lý, vừa nói, vừa cầm cái bát ở trong cái khay lên, múc một thì canh gà đen nấm, nào, uống chút nước canh trước đã. Nhìn vào cái thì được đưa đến gần miệng, hương vị của canh gà đen nấm thơm nước mũi, nhưng cô lại không hề có khẩu vị. Tôi không đói, uống một chút thôi, tôi muốn đi ngủ, uống xong rồi ngủ. Giản Đồng nhìn vào nước canh ở trong thì, im lặng một lúc, sau đó chìa tay ra, để tôi tự uống. Trầm Tu Cẩn cũng không tranh luận với cô đưa bát canh cho giảng đồng, nhìn người phụ nữ đó tuy im lặng, nhưng vẫn uống từng thì nước canh, ánh mắt liền dịu dàng hơn rất nhiều. Giảng đồng uống rất chậm rãi, từng thì từng thì, uống được hơn nửa nước canh ở trong bát, đặt thì vào trong bát, ngấn đầu nhìn vào người đàn ông ở trước mặt rồi lắc lắc đầu. No rồi à, trầm tu cẩn nhẹ nhàng hỏi, cô gật gật đầu, còn về có no hay không, cô cũng không nói rõ, chỉ là thuận theo ý của anh, uống vài thìa, làm xong việc, cô liền viện cớ để đuổi anh ra ngoài, cuốn kít mít vào trong chăn để không phải nhìn thấy anh nữa. Trầm tu cẩn sắp xếp lại cái khay, nhưng lại không hê rời đi ngay lập tức, ngồi lên trên giường, lòng bàn tay ấm áp, trượt vào trong chăn, rồi đặt lên trên bụng của cô, ánh mắt trìu mến, quản gia vương làm việc thận trọng, suy nghĩ rất lương thiện, em đấy, ăn nhiều một chút, thì ở đây... Mới có thể sinh ra một bé cưng khỏe mạnh của tôi và em được. Một chậu nước lạnh, dội xuống đầu, mạch máu toàn thân của giảng đồng ngưng tụ lại, ngay lập tức liền bất giác run rẩy. Bàn tay của anh vẫn đang vuốt ve nhẹ nhàng lên trên bụng của cô, thực sự vô cùng nhẹ nhàng, bên tai nghe được giọng nói ấm áp của anh, ngủ đi, buổi tối tôi sẽ dặn dò quản gia vương, làm vài phần canh thuốc tẩm bổ, con mắt sâu đen, hiện lên ánh sáng dịu dàng mà từ trước đến giờ chưa từng có, đặt lên trên bụng của cô, giống như nhìn thấy một vật báu vô cùng quý giá. Nếu như ông trời yêu thương, đợi đến lúc bé cưng được sinh ra, thì chúng ta sẽ đi chụp ảnh gia đình. Có được không? Anh nhìn cô cười lưu luyến, sự ấm áp ở trong đôi mắt, dường như muốn chảy cả ra ngoài. Giảng đồng nằm trên giường, nghe lời anh nói, nhìn vào vẻ ấm áp trong ánh mắt của anh, trên khuôn mặt vốn dĩ không có biểu cảm gì, đột nhiên nở ra nụ cười sáng lạng. Cô cũng nhìn vào trong mắt của anh, nụ cười vô cùng rực rỡ, được cái ngữ điệu dịu dàng này, dường như có thể khiến cho người khác quên mất đi giọng nói thô khàn của cô. Đôi mắt của trầm tu cẩn sáng lên, ánh mắt đặt lên trên khuôn mặt của giảng đồng lúc này nhịp tim đập nhanh tiểu đồng cô nói được cô bằng lòng sinh con cho anh rồi hay là nói tiểu đồng cô đã nguyện ý quên đi quá khứ rồi sống một cuộc sống hạnh phúc với anh rồi tôi buồn ngủ cô sắc mặt mệt mỏi liền ngáp nhẹ một cái tôi đến phòng sách em cứ yên tâm ngủ đi trầm tu cẩn vẻ mặt phấn khởi bê cái khay lên rồi bước ra khỏi phòng ngủ đêm khuya yên tĩnh tiểu đồng tiểu đồng tiểu đồng trong phòng ngủ truyền tới tiếng hô gọi của người đàn ông, cái tên đó đã trở thành lời âu yếm êm tai nhất. Giảng đồng nhẹ nhàng ông lấy người đàn ông ở phía trên, cái ông này, là thuốc thúc dục tình yêu trực tiếp nhất, ánh mắt của trầm tu cẩn càng lúc càng sáng lên, trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực, tiểu đồng tiểu đồng tiểu đồng, giảng đồng chấp nhận mọi thứ, đặt đầu dựa lên trên vai của anh, cánh tay của cô, vòng lên vai anh, cái đầu tựa vào bờ vai của anh, ở chỗ anh không nhìn thấy, trong mắt của cô, là nụ cười lạnh lùng chế giễu quá mật rồi ngủ thiếp đi tỉnh dậy lúc nửa đêm lọc vào mắt là lòng ngực rộng rãi cô cười ấn dấu trong nụ cười là vẻ lạnh lùng mở to mắt nhìn lên trần nhà tỉnh lại vào lúc này thì sẽ bị mất ngủ luôn giống như rất nhiều đêm từ sau khi chuyển vào nơi này ở cô sao lại có thể thả lỏng mình rồi ngủ trong lòng của anh chứ ha ha đôi mắt lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ điểm khác biệt duy nhất giữa cái hàng rào sắt quen thuộc và cái nơi đó chính là căn phòng này xa hoa hơn một chút anh vẫn đang ngủ, trên người hơi hơi có mùi mồ hôi, vì đêm qua đã nằm lăn đi lăn lại, đôi môi nhợt nhạt của cô lại lặng lẽ nở ra một nụ cười lạnh lùng, âm thầm ẩn náu trong màn đêm. Vào lúc trời sáng, cô cũng làm theo quy luật, nhảm mắt giả vờ ngủ, dậy đi, trời sáng rồi, tiểu đồng, anh lay cô dậy, giãn đồng lật người, khuôn mặt vẫn chưa ngủ đủ giấc, buông ngủ, không dậy không được sao, vẫn muốn ngủ tiếp, hơi hơi có âm mũi, trầm tu cẩn bỗng thấy vui vẻ, Người phụ nữ này hiếm khi làm nũng với anh, thế là phóng khoáng, được, ngủ tiếp đi, tôi bảo quản gia vương hâm nóng cơm cho em, ngủ đủ rồi thì dậy ăn nhé, à, ưm, cái chăn che đi quá nửa cái đầu, mái tóc lại bị che đi một nửa, chỉ lộ ra một chút làn da ở bên ngoài, đôi mắt của trầm tu cẩn bỗng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, ngoan, trên giường bỗng nhẹ, một lúc sau, một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng truyền đến, người phụ nữ cuốn vào trong chăn, liền động đậy, kéo cái chăn che đậy đi nửa cái đầu ra lộ ra ánh mắt thờ ơ còn có chỗ nào tỉnh táo à cô không động đậy cho đến lúc nghe thấy tiếng khởi động máy của chiếc xe con mới bò dậy từ trên giường đứng bên cạnh cửa sổ đôi mắt lạnh lùng nhìn theo chiếc xe đó lái ra khỏi trang viên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng người đến hình như là sợ tiếng gõ cửa sẽ làm ảnh hưởng đến ai đó giảng đồng đi ra mở cửa cửa mở người quản gia già lén lút giảng đồng lãnh đạm liếc nhìn quản gia hạ Đồ đâu? Quản gia Hạ từ trong túi quần lấy ra một cái lọ màu trắng, "Tôi lại nhân lúc quản gia Vương đi phân công những công việc khác trong trang viên của ngày hôm nay, mà lén lúc chạy đến đây." "Cậu chủ có phòng bị đối với tôi, cơ hội có thể tiếp xúc sau này không có nhiều." "Đây là một lọ." Nói rồi đưa cho giảng đồng, giảng đồng nhìn vào cái lọ màu trắng ở trong tay, một cái lọ màu trắng rất bình thường, làm phiền quản gia Hạ suy nghĩ chu đáo, đặc biệt dành ra lọ của thuốc VC cô nói nụ cười kỳ quái ở trên miệng, rất nhanh liền biến mất không dấu vết, vào lúc ngẩng đầu lên, giống như người máy nói một câu không có tình cảm, vậy thì phải cảm ơn quản gia hạ nhiều rồi. Nói xong, đóng cửa lại, ngoài cửa, quản gia hạ vẻ mặt phức tạp, giảng đồng mở nắp ra, dốc ngược ra một viên thuốc màu trắng, giống như ngày hôm qua, nhẹ nhàng nằm vào trong miệng, để mặc cho viên thuốc tan ra, cây đẳng tràn làng. Mỉm cười nhẹ nhàng, nước mắt cũng theo thế mà rơi xuống, con người mà năm đó tống cô vào tù, hôm nay lại muốn cô sinh con cho anh. Viên thuốc ở trong miệng tan hoàn toàn thành nước đẳng, chui xuống cổ họng, ngay cả những giọt nước mắt chảy ra, cũng cảm thấy đẳng vô cùng, chảy vào trong khoang miệng, vị đăng và vị mặn tồn tại cùng lúc, rồi đem cái thuốc ve ở trong tay ném vào trong ngăn kéo của bàn trang điểm. Hết chương 180, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.